Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 241, lừa bịp tống tiền. Chiêu thức này của cảnh sát giao thông làm đám người xung quanh tán thưởng rộn rã. Hay, cảnh sát giao thông này mắt sáng như sói. Tôi thấy nếu anh ta đi làm cảnh sát hình sự thì chắc chắn sẽ phá án như thần. Đây mới là cảnh sát tốt, đúng là không phụ thân phận cảnh sát. Cảnh sát giao thông tốt như vậy trước nay chưa thấy nhiều, tôi sợ ngày mai anh ta sẽ khó thể đi làm. Mộc Hàm rất bực bội, trong xe của nàng căn bản không có rượu, rõ ràng bình rượu kia là có người vừa lén bỏ vào, nhưng vì hiện trường quá hỗn loạn nên nàng cũng không chú ý. Nàng không phát hiện ra, đám người vây quanh cũng không phát hiện ra, rõ ràng nàng đã trở thành đích nhắm của mọi người. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền? Mộc Hàm cắn răng hỏi. Tuy với thân phận của nàng thì xử lý chuyện này rất đơn giản, nhưng nàng không muốn xử lý làm gì, nàng chỉ muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nàng không phải sợ tên ăn vạ kia, nhưng cũng không muốn xung đột với đám dân thành thị này. Có tiền thì làm cha người ta sao? Bắt vào cục cảnh sát rồi nói sau. Đúng vậy, cho cô ta ngồi tù, để xem cô ta kiêu ngạo thế nào. Bộ dạng như yêu tinh, chẳng phải giàu lắm sao? Tưởng là có tiền thì làm gì cũng được sao? Bốn phía vang lên những âm thanh chỉ trích, mà viên cảnh sát giao thông cũng mở miệng. Mọi người đừng kích động, đừng kích động, bắt người không quan trọng, quan trọng là cứu người. Nếu vị tiểu thư này đã tình nguyện muốn trả thù lao, chúng ta cứ nhận rồi đưa người bị hại đến bệnh viện, như vậy mới quan trọng. Mà tên đàn ông bị gãy tay cũng kêu lên đau đớn. Đúng vậy, tôi chịu không nổi nữa rồi, cô đưa tôi 50.000, tôi đi bệnh viện, nếu không đủ sẽ đến tìm. Mở miệng là đòi 50.000, đúng là miệng khá rộng, nhưng đây cũng bình thường, nếu có cơ hội lừa bịp tống tiền thì phải đòi nhiều hơn. Được, tôi cho anh 1 triệu còn được. Mộc Hàm đáp ứng rất sảng khoái, nàng nhanh chóng ký chi phiếu chuẩn bị đưa cho tên kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên mặt tên đàn ông gãy tay chợt hiện lên một cảm giác vui sướng khó thể ức chế, 50.000 cứ như vậy mà đến tay, gãy một tay cũng đáng. Mà trong mắt tên cảnh sát giao thông chợt lóe lên cảm giác vui sướng, tiền kiếm được quá dễ, đúng là không vốn vạn lời. Mà đám người vây quanh cũng có chút thất vọng, 50.000 đối với kẻ có tiền chỉ là con số nhỏ nhặt, nhưng bọn họ thấy tên bị đụng xe đã bị thu phục, còn bà nó, có tiền đúng là mua tiền cũng được. Nhưng đúng lúc này thì tình hình biến đổi, khi tên đàn ông đưa tay đến, còn chưa kịp cầm vào chi phiếu thì đột nhiên có một bàn tay khác duỗi đến cướp mất. Anh làm gì vậy? Tên đàn ông gãy tay trợn nổi giận, 50.000 sắp vào tay nhưng lại bay mất, vì vậy hắn gầm lên với tên khốn phá hoại giấc mộng đẹp của mình. Chồng, cho hắn đi, chỉ là 50.000 mà thôi. Mộc Hàm phải khuyên nhủ, người cướp chi phiếu chính là Hạ Thiên. Sao phải cho nó? Hạ Thiên xé chi phiếu làm hai, sau đó hắn xoa hai tay, chi phiếu hóa thành bột bay theo gió. Chiêu thức này của hắn làm mọi người phải trợn mắt há mồm, tên này đang chơi trò ma thuật sao? Nếu không sao có thể xoa chi phiếu thành bột. Chồng, cũng đừng nên so đo vì chút tiền nhỏ nhặt này. Mộc Hàm không muốn dẫn đến phiền toái, vì vậy nàng tiếp tục khuyên Hạ Thiên. Như vậy không được, không thể cho người lừa bịp vợ tôi. Hạ Thiên rất có nguyên tắc, 50.000 cũng là con số nhỏ với hắn cũng không quan tâm chút tiền này. Nhưng hắn chủ động trả thù lao là một chuyện, bị người ta ép lấy tiền là một chuyện, vợ của hắn sao có thể bị người ta lừa bịp tống tiền được. Quá đáng, tông vào người ta mà cũng không cho tiền. Bắt vào cục cảnh sát thôi. Đúng vậy, bắt về đồn đi. Khi đám người trở nên ồn ào thì viên cảnh sát giao thông cũng dùng ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên. Tiên sinh, nếu như vậy thì chúng tôi cũng chỉ biết đưa các người về đồn. Anh dám đến cục cảnh sát sao? Hạ Thiên bĩu môi. Anh dọa ai? Tôi thấy anh có phải cảnh sát hay không còn chưa xác định, dù anh có là cảnh sát thì cũng không phải cảnh sát tốt. Anh quá ngu ngốc, chẳng lẽ không biết gì? Tiên sinh, anh không nên nói bậy. Vẻ mặt viên cảnh sát giao thông chợt biến đổi, hắn tức giận mắng lớn. Trước nay tôi chưa từng nói bậy. Hạ Thiên bĩu môi. Chai rượu do anh bỏ vào xe, người khác không chú ý nhưng tôi thấy rất rõ ràng. Bốn phía chợt xôn xao, Hạ Thiên đợi thấy đám người ồn ào thì quát lớn. Tất cả im miệng. Tiên sinh, không được vu oan cho người khác. Cảnh sát giao thông tức giận nói. Tôi không có tâm tư vụ oan cho anh, tôi hỏi anh nói bình rượu là của chúng tôi, vậy sao nắp bình rượu lại ở trong túi áo của anh? Hạ Thiên lười biếng nói.
Tôi thấy anh tự mình mở nắp chai rượu, ngay sau đó bỏ nắp chai rượu vào túi áo, anh có dám móc túi áo ra không? Nói bậy bạ, điều này sao có thể? Viên cảnh sát giao thông nói với vẻ mặt tức giận. Vậy anh lột túi áo ra cho mọi người xem. Hạ Thiên dùng ánh mắt lười biếng nhìn mọi người xung quanh. Này, các người không phải có tinh thần trọng nghĩa sao? Sao không ép anh ta lột túi áo ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên kiểm tra viên cảnh sát giao thông kia. Thế đạo chính là như vậy, rất nhiều người nói thì to mồm nhưng khi thật sự làm việc thì không dám, khi gặp nhân vật có thể đối phó thì bọn họ sẽ hợp sức tấn công, nếu gặp phải đối tượng không dễ chọc vào, bọn họ sẽ chạy trốn đi xa, tối đa cũng chỉ bị mắng vài câu mà thôi. Không người nào kiểm tra thì tôi tự kiểm tra. Hạ Thiên nói thì lập tức tiến lên định ra tay. Viên cảnh sát giao thông chợt quát lên một tiếng chói tai. Anh không phải là cảnh sát, dù là cảnh sát cũng không có quyền lục soát người khác. Để tôi. Mộc Hàm tiến lên, nàng lấy ra một tấm giấy chứng nhận cho viên cảnh sát giao thông kia nhìn thoáng qua. Đúng là không may, tôi có quyền kiểm tra thân thể của anh. Vẻ mặt viên cảnh sát giao thông chợt trắng bệch, người này là cảnh sát, vì vậy Mộc Hàm vừa lấy giấy chứng nhận ra thì biết ngay. Lần này hắn đã hiểu mình trêu vào người không nên đụng vào. Viên cảnh sát giao thông vốn rất muốn phản kháng nhưng lúc này không dám chuyển động, hắn chỉ biết đứng đờ người nhìn Mộc Hàm đưa tay vào túi áo, sau đó nàng lấy ra một nắp chai rượu, mà nắp rượu này chính là của chai Mao Đài vừa rồi. Bốn phía chợt tĩnh lặng, sự thật bày ra trước mắt, vì vậy không thể không tin. Bây giờ hai người có thể cút đi. Mộc Hàm hừ một tiếng. Chúng tôi đi ngay. Viên cảnh sát giao thông dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Mộc Hàm, sau đó xoay người bỏ chạy. Hành động này của hắn đã chính thức thừa nhận hành vi vu oan người khác, đám người vây quanh cũng đã tin hai người chạy chiếc Audi A7 bị người ta ăn vạ. Hai tên khốn này dám gạt chúng ta, đánh chết mẹ chúng nó đi. Không biết ai gào lên như vậy, sau đó vài chục người nổi giận. Tên cảnh sát giao thông và tên đàn ông ăn vạ chưa kịp chạy xa đã bị đám người mênh mông vây quanh, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Chỉ một lúc sau thì hai tên đáng thương kia đã hoàn toàn biến đổi. Mà Mộc Hàm và Hạ Thiên cũng đã lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi, bọn họ cũng quan tâm hai tên khốn kia sống hay chết. Nhưng sau sự kiện vừa rồi thì Mộc Hàm cũng không thích tiếp tục hóng mát, nàng vội vàng tìm nhà hàng. Sau khi qua ngã tư thì trước mặt vài trăm mét có một nhà hàng, vì vậy nàng dừng xe đi vào. Hạ Thiên và Mộc Hàm xử lý bữa cơm trưa, nhưng sau khi dùng cơm xong hai người lại chẳng biết làm gì. Mộc Hàm đến thành phố Giang Hải vốn chấp hành một nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ kia đã dừng, Yêu Yêu cũng rời khỏi Giang Hải, cũng chỉ còn lại mình nàng, điều này làm nàng cảm thấy không biết theo ai. Mộc Hàm suy nghĩ một lúc mà cuối cùng hiểu ra một điều, thật ra nàng cũng không cần phải làm gì, vì nhiệm vụ của nàng lúc này là giết chết Hạ Thiên. Nói cách khác chỉ cần nàng đi theo Hạ Thiên là được, còn nên làm gì chính là chuyện của Hạ Thiên. Vợ, bây giờ chúng ta đến Hồ Bắc chơi. Sau khi cơm nước xong thì Hạ Thiên lập tức đề nghị. Hồ Bắc. Mộc Hàm không biết đây là địa phương nào. Chồng, chỗ này hình như không có gì vui. Chỗ đó có thể bơi lội. Hạ Thiên nói. Cậu rất thích bơi sao? Mộc Hàm có chút buồn bực. Hạ Thiên gật đầu. Vợ, tôi muốn nhìn chị bơi. Tôi bơi có gì đẹp? Mộc Hàm vẫn chưa nghĩ ra. Vợ, bơi sẽ phải mặc áo tắm. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ của mình. Mộc Hàm lập tức hiểu ra, sắc lang này vẫn nhớ dáng người của nàng, trước đó muốn nàng mua nội y sexy ở khu thương mại, bây giờ khuyến khích nàng mặc đồ tắm, nói đi nói lại cũng đều muốn nàng mặc đồ khêu gợi. Chồng, nếu cậu muốn xem thì có thể mặc ở nhà, bơi lội thì khỏi, tôi không thích nước. Mộc Hàm nũng nịu từ chối ác ý của Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức vui sướng. Vợ, vậy bây giờ chúng ta về nhà. Mộc Hàm dở khóc dở cười, người này không vã, rửa mắt, vậy chứ? Chồng, tôi còn muốn đón gió, tối rồi về. Mộc Hàm chỉ biết kéo dài thời gian. Hạ Thiên có hơi thất vọng, nhưng khi hắn định khuyên Mộc Hàm về mặc đồ tắm cho mình xem thì điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi tức giận hỏi, tên khốn nào chen ngang vào chuyện của hắn? Anh rể lớn, là em, Liễu Cương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút hưng phấn. Là cậu à, tìm anh có gì không? Hạ Thiên dùng giọng thiếu hứng thú hỏi. Anh rể lớn, anh còn nhớ Đồng Phỉ không? Liễu Cương nhanh chóng hỏi, không đợi Hạ Thiên trả lời mà hắn nói ngay.
là cô gái Đồng Phỉ mà trước đó đứng cùng với Dương Phi ngu ngốc trong sân bóng. Biết, có gì không? Hạ Thiên vẫn còn có chút ấn tượng với cô gái kia. Anh rể, cô ấy vừa điện thoại hẹn em, nói em đến nhà. Liễu Cương có vẻ rất vui sướng, đây cũng là điều bình thường, nữ sinh mình thích đột nhiên gọi điện thoại mời đến nhà, như vậy còn không vui sao? Chương 242, hãm hại. Vậy cậu đi là được. Hạ Thiên không hiểu, có cần phải nói cho mình biết điều này. Liễu Cương lắp bắp. Nhưng, anh rể lớn, Đồng Phỉ không được tốt, em nói anh có thể chữa tốt, em còn đồng ý với cô ấy, vì vậy mời anh đi xem bệnh. À, kinh nguyệt vẫn chưa đều sao? Hạ Thiên hỏi. Liễu Cương có chút ngẩn ngơ. Anh rể lớn, vậy là anh ra tay sao? Tất nhiên, anh muốn cô ta hành kinh cả tháng. Hạ Thiên cũng không phủ nhận. Thích, anh rể, anh có thể giúp em được không? Có thể trị hết bệnh cho Đồng Phỉ được không? Liễu Cương do dự một chút rồi hỏi. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm, bây giờ nàng đã không thể về nhà mặc đồ tắm cho hắn xem, vì vậy nên đi giúp đỡ Liễu Cương đáng thương một lần cho rồi. Được rồi, cậu nói cho anh biết địa chỉ nhà Đồng Phỉ, cậu sang trước đi, anh sẽ sang ngay. Hạ Thiên đồng ý. Cảm ơn anh rể lớn. Liễu Cương rất hưng phấn. Hắn tranh thủ thời gian báo địa chỉ cho Hạ Thiên, sau khi xác nhận Hạ Thiên nhớ rõ thì cúp điện thoại. Liễu Cương kích động rời khỏi nhà, sau đó hắn bắt taxi, chưa mất 10 phút đã đến khu nhà Đồng Phỉ. Liễu Cương rất thích Đồng Phỉ, vì vậy hắn biết rõ tình huống của nàng, cũng biết rõ địa chỉ của nàng. Thực tế thì hắn đã từng đến nơi này, trước đó quan hệ giữa hắn và Đồng Phỉ cũng không tệ, đáng tiếc là sau khi Dương Phi xuất hiện thì Đồng Phỉ nhanh chóng lao vào vòng tay tên khốn này. Nhưng trong lòng Liễu Cương vẫn còn ôm ảo tưởng với Đồng Phỉ, sau sự kiện ở sân bóng lần trước làm hắn thất vọng não nề thì bây giờ vẫn còn chưa hết hy vọng. Dù hắn biết Đồng Phỉ không phải cô gái tốt, hắn vẫn không thể ức chế tâm lý để quên nàng. Tình cảm vốn là một thứ rất mù quáng, Liễu Cương là một nam sinh đang ở độ tuổi yêu, tất nhiên hắn sẽ càng mù quáng. Bây giờ Liễu Cương có sự trợ giúp của anh rể thần y, vì vậy Đồng Phỉ tự điện thoại đến cho hắn. Khi nghe được giọng nói mềm mại của nàng, Liễu Cương sinh ra cảm giác nàng đã quay về vòng tay của mình. Khi Liễu Cương nhấn chuông cửa nhà Đồng Phỉ thì tâm tình vẫn rất kích động, khoảnh khắc sau gương mặt quen thuộc của Đồng Phỉ đã xuất hiện trước mặt hắn. Hơn 10 ngày không gặp, Đồng Phỉ đã khá tiều tụy, vẻ mặt làm người ta sinh ra cảm giác rất suy yếu, cũng không biết có phải nguyên nhân mất máu quá nhiều hay không. Liễu Cương, anh đến rồi à? Đồng Phỉ cố gắng nặn ra nụ cười, giọng nói rất dịu dàng, nàng dùng một tay giữ chặt tay Liễu Cương. Vào nhà đi. Đồng Phỉ kéo Liễu Cương vào nhà, nàng phát hiện sau lưng hắn không có ai, vì vậy nhìn không được phải hỏi một câu. Chỉ có mình anh thôi sao? Anh rể lớn chút nữa mới qua, anh ấy còn ở khá xa, vì vậy đến trễ một chút. Liễu Cương vội vàng giải thích. Đi vào phòng em ngồi một chút. Đồng Phỉ kéo Liễu Cương vào khuê phòng của mình, sự nhiệt tình của nàng làm Liễu Cương cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, toàn thân như chìm đắm vào trong hạnh phúc. Đồng Phỉ, em, bệnh của em đừng lo lắng, anh rể lớn của anh rất lợi hại, chỉ cần anh ấy đến là có thể chữa tốt cho em. Liễu Cương thấy gương mặt tái nhợt của Đồng Phỉ thì không khỏi đau lòng, hắn chủ động an ủi nàng. Liễu Cương, vậy thì cảm ơn anh. Gương mặt tái nhợt của Đồng Phỉ chợt có một chút huyết sắc, nàng đột nhiên ôm lấy cánh tay Liễu Cương, sau đó chủ động hôn tới. Lần này Liễu Cương đã hoàn toàn mê mẩn trong vui sướng, hắn vô thức ôm lấy Đồng Phỉ, sau đó bắt đầu hôn trả. Đúng lúc này Đồng Phỉ rời môi, sau đó nàng đẩy Liễu Cương ra rồi hét lớn. Cứu mạng, hiếp dâm, có ai không, cứu. Đồng Phỉ vừa kêu cứu vừa xé toạc quần áo của mình, mà Liễu Cương thì hoàn toàn choáng váng, khoảnh khắc này từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có một người phóng đến liên tục đấm đá Liễu Cương đang phát ngốc. Sau khi dính vài đòn thì Liễu Cương mới tỉnh táo trở lại, mà lúc này hắn cũng thấy rõ ràng, người đột nhiên phóng ra đấm đá chính là Dương Phi. Chúng mày sắp xếp hãm hại tao sao? Liễu Cương vừa chống đỡ vừa dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Lúc này Đồng Phỉ cũng gọi điện thoại khóc lóc thê lương. Cha, con là Phi Phi, cha mày quay về, có tên khốn muốn cưỡng hiếp con. Hãm hại mày thì thế nào? Đợi đến khi chú Đồng quay về, mày nhất định phải chết, cứ chờ mà ngồi tù đi. Dương Phi tiếp tục vung nắm đấm về phía Liễu Cương. Liễu Cương tránh qua, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Phi, mày đúng là không biết sống chết, mày dám hãm hại tao, anh rể tao sẽ không bỏ qua cho mày. Phi,
Dương Phi không tiếp tục ra tay, hắn dùng vẻ mặt cười nhạo nhìn Liễu Cương. Mày nói thắng khốn Hạ Thiên kia sao? Tao nói cho mày biết, may mà hôm nay nó may mắn không đi với mày, nhưng tao sẽ không bỏ qua cho nó. Chẳng phải nó giỏi đánh nhau sao? Có con mẹ gì mà to mồm, chỉ cần ông động não thì có thể giải quyết tất cả. Vậy thì chờ xem, anh rể tao sắp đến rồi. Liễu Cương tức giận nói, sau đó hắn quay đầu nhìn Đồng Phỉ. Cô làm tôi quá thất vọng, tôi cho cô biết, chút nữa dù cô cầu xin tôi cũng sẽ không nói anh rể cứu cô. Hừ, cô cứ ở đấy mà hưởng thụ kinh nguyệt một tháng liên tục. Lần này tâm ý của Liễu Cương đã thật sự nguội lạnh, hắn không ngờ Đồng Phỉ và Dương Phi vẫn cùng một chỗ với nhau, hơn nữa còn bày mưu hung ác để hãm hại mình. Nếu bị ép tội hiếp dâm thì đời này của hắn coi như xong. Nhưng lúc này Liễu Cương lại không sợ hãi, vì hắn tin anh rể thần kỳ sẽ có thể giải quyết gọn gàng. Cứ để đấy rồi xem, đợi lát nữa xem ai cầu xin ai. Dương Phi đứng chắn ở trước cửa, hắn cũng không tiếp tục ra tay, rõ ràng hắn đang đợi cha của Đồng Phỉ quay về. Vài phút sau, những tiếng bước chân vang lên dồn dập, ngay sau đó một người cảnh sát trung niên xông vào phòng rồi la lớn. Phỉ Phỉ, con ở đâu? Cha, con đây. Đồng Phỉ vội vàng lên tiếng. Viên cảnh sát trung niên tiến lên dùng ánh mắt ân cần nhìn Đồng Phỉ. Phỉ Phỉ, con không sao đấy chứ? Cha, con không sao, may mà Dương Phi xuất hiện kịp thời, nếu không. Đồng Phỉ bổ nhào vào ngực cha rồi khóc giống lên. Viên cảnh sát trung niên quét mắt nhìn Dương Phi và Liễu Cương, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lão biết rõ hai người này, cũng biết cả hai có quan hệ với con mình. Lúc nãy con gái lão nói có người cưỡng hiếp mình, bây giờ lại nói Dương Phi kịp thời xuất hiện, chỉ cần dựa vào lời nói là biết kẻ cưỡng hiếp là Liễu Cương. Liễu Cương, cậu muốn cưỡng hiếp Phỉ Phỉ nhà tôi sao? Cha Đồng Phỉ quay đầu nhìn Liễu Cương, lão dùng giọng nghiêm nghị nói. Chú Đồng Phỉ và Dương Phi hợp mưu hãm hại cháu không làm gì cả. Liễu Cương tức giận phản bác. Đáng cười, mày bị tao bắt được tận tay, bây giờ còn chống chế sao? Dương Phi lập tức đón lời. Chú Đồng, Liễu Cương khốn nạn này không tìm được tình cảm vì vậy muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt Đồng Phỉ, chú nhất định không thể buông tha cho nó. Ai đúng ai sai, tôi sẽ có phán đoán. Cha Đồng Phỉ dùng ánh mắt không vui nhìn Dương Phi. Lão không có nhiều hảo cảm với Liễu Cương mà không có bao nhiêu cảm tình với Dương Phi. Trong mắt lão thì hai người này đều là con cháu nhà giàu, không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng con gái lại không nghe lời lão, lén lút tới lui với đám người này, thậm chí còn mang về tận nhà. Điều này làm lão cảm thấy rất bất đắc dĩ, con gái lớn đúng là không thể quản được. Cha, Liễu Cương muốn cưỡng hiếp con, cha may bắt hắn lại. Đồng Phỉ thò đầu ra khỏi ngực cha rồi nói. Cô có bệnh không? Cô đang có kinh, ai có hứng thú cưỡng hiếp cô? Ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh, một nam một nữ chợt xuất hiện. Khi nghe thấy giọng nói này thì Liễu Cương chợt mừng rỡ. Anh rể lớn, anh đến rồi. Người tới chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm, hắn dựa theo địa chỉ đến nơi này, khi thấy cửa không khóa thì cũng không ấn chuông mà đưa Mộc Hàm đi vào. Ngay sau đó hắn nghe Đồng Phỉ nói Liễu Cương cưỡng hiếp mình, vì vậy mới không nhịn được phải nói một câu. Tuy hắn cảm thấy Liễu Cương ánh mắt không tốt, lại thích Đồng Phỉ, nhưng hắn tin Liễu Cương cũng không ngốc, cũng không muốn dùng sức với Đồng Phỉ làm gì cho mệt. Đột nhiên có hai vị khách không mời mà đến, tất nhiên cha của Đồng Phỉ sẽ rất bực bội, lão quay đầu định quát lớn, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi. Cậu là... Thì ra là ông. Hạ Thiên cũng nhận ra cha của Đồng Phỉ, đây chính là Đồng Giang mà hắn từng gặp mặt ở nhà hàng Tình Duyên. Là phó đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục quận Đông, cũng vào ngày hôm đó mà Hạ Thiên mới biết Lãnh Băng Băng được điều về làm phó cục trưởng phân cục quận Đông. Anh rể lớn, thằng Dương Phi và Đồng Phỉ hãm hại em. Liễu Cương đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn nói với bộ dạng cực kỳ tức giận. Hạ Thiên nhìn Dương Phi, hắn có chút buồn bực. Mày muốn tìm chết sao? Mày muốn theo gót cha, muốn trúng gió nằm bệnh viện sao? Lần trước tuy Hạ Thiên làm cho Dương Phi hôn mê, nhưng đây là hôn mê sau đó sẽ tỉnh. Sau đó Sở Giao nói cho hắn biết, Sở Bưu sẽ giải quyết về vấn đề đám người gây phiền toái cho Liễu Cương, vì vậy hắn nghĩ rằng Dương Phi đã được giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra Sở Bưu làm việc quá bất lực, Dương Phi vẫn còn sờ ra đây, hơn nữa còn chạy đến gây phiền cho Liễu Cương. Thì ra là mày hại cha tao. Dương Phi dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Chú Đồng, Phỉ Phỉ chính là tên khốn này hãm hại, chú bắt hắn lại.
Liễu Cương thầm mắng một câu ngu ngốc, trước kia hắn còn thấy Dương Phi rất thông minh, nếu không sao lừa gạt được nhiều cô gái như vậy. Bây giờ hắn mới biết, thì ra Dương Phi này rất ngu, đã ăn đủ thiệt thòi trước mặt anh rể mà vẫn còn không biết sống chết, không phải sao. Lúc này Đồng Giang đã buông Đồng Phỉ ra, lão đi về phía Dương Phi, sau đó lão chụp lấy vai Dương Phi rồi bẻ quạt tay ra sau lưng. Cộp! Trên tay Dương Phi đã có một chiếc còng sáng loáng. Chương 243, Triệu Thanh Thanh muốn bỏ trốn. Động tác của Đồng Giang có thể nói là rất liên tục, tự nhiên, mà Dương Phi thì choáng váng, điều này. Có gì xảy ra? Chú Đồng, sao chú bắt cháu? Dương Phi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đồng Giang, hắn hỏi bằng giọng khó tin. Đồng Phỉ cũng rất kỳ quái. Cha, sao cha lại bắt Dương Phi, phải bắt Liễu Cương mới đúng chứ? Liễu Cương cũng sững sờ, tuy hắn biết anh rể rất thần kỳ, nhưng thế này cũng quá thần kỳ. Anh rể vừa mới xuất hiện thì Đồng Giang cha của Đồng Phỉ đã bắt Dương Phi, đúng là quá sức tưởng tượng. Dương Phi, cậu cưỡng dâm con gái tôi không bắt cậu thì bắt ai? Đồng Giang lạnh lùng nói. Dương Phi chợt choáng váng, hắn không phải hãm hại Liễu Cương sao? Sao bây giờ mình lại rơi vào? Đồng Phỉ vội vàng hô lớn. Cha nghĩ sai rồi, không phải. Câm mồm. Đồng Giang không cho con gái cơ hội mở miệng, lão đột nhiên quát lên. Con có vấn đề rồi sao? Rõ ràng là Dương Phi ức hiếp mình, Liễu Cương đến thấy việc nghĩa ra tay cứu giúp, bây giờ con lại nói Liễu Cương ức hiếp mình. Dù con có bị kích thích thì cũng không được nói lung tung sẽ bị pháp luật trừng phạt, con có hiểu không? Nếu con vu cáo Liễu Cương, dù con là con gái của cha thì cũng phải bắt lại. Đồng Phỉ chợt ngây người, nàng không biết nói gì cho phải. Đồng Giang quay đầu nhìn Liễu Cương, cuối cùng nói. Liễu Cương, hôm nay cảm ơn cháu cứu con gái tôi, nếu cậu không tới kịp thì con tôi đã bị tên súc sinh này gây họa. Liễu Cương há hốc mồm, sự việc quá kịch tính, hắn không biết nói gì cho phải. Xem ra không có gì xảy ra, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn tất nhiên sẽ không chữa bệnh cho Đồng Phỉ có vấn đề kia, cứ để nàng bị kinh nguyệt hoành hành đi. Chú Đồng, chú cũng không thể hãm hại cháu được. Dương Phi tức giận gào lên. Tôi không hại cậu, chính cậu muốn chết. Đồng Giang lạnh lùng nói. Đồng Giang, ông dám làm vậy với tôi, ông sẽ hối hận. Dương Phi hổn hển nói. Đồng Giang có chút khinh thường. Dương Phi, cha cậu trúng gió ở bệnh viện, tiền trong nhà đều bị con đàn bà Viên Mẫn lấy sạch. Bây giờ Viên Mẫn không biết tung tích, cậu đã trắng tay, ngay cả tiền thuốc cho cha cũng khó thể kiếm ra, cậu còn bản lĩnh gì? Ông, sao ông biết? Vẻ mặt Dương Phi có chút tái nhợt. Liễu Cương, cậu theo tôi đến cục cảnh sát làm khẩu cung, cậu là nhân chứng, nếu không có căn cứ chính xác thì không được. Đồng Giang không quan tâm đến Dương Phi, lão quay sang nói với Liễu Cương. Anh rể lớn, em có nên đi không? Liễu Cương khẽ hỏi. Tùy cậu, anh cảm thấy chẳng sao cả. Hạ Thiên thuận miệng nói. Liễu Cương nhìn Dương Phi, hắn nhớ đến những gì đối phương đã làm. Lại nghĩ đến những chuyện mà tên khốn này làm với em gái mình, hơn nữa vừa rồi thiếu chút nữa đã hãm hại mình vào tội cưỡng hiếp, vì vậy mà trong lòng vô tình bùng lên hận ý. Được, chúng đồng, cháu theo chú đến cục cảnh sát. Liễu Cương cuối cùng cũng có quyết định, hắn muốn ép tên khốn Dương Phi này vào tội cưỡng gian và ném vào nhà tù. Không phải thằng khốn này muốn hãm hại mình sao? Bây giờ hắn dùng gậy ông đập lưng ông. Chúng tôi đi trước. Hạ Thiên cảm thấy nhàn chán. Những năm nay quá đẹp trai cũng sai lầm, hắn chỉ vừa xuất hiện nhưng người ta đã giải quyết mọi chuyện rất tốt đẹp, làm hại hắn không có cơ hội ra tay. Hạ Thiên nói xong những lời này thì khẽ buông bàn tay non mịn của Mộc Hàm và rời khỏi Đồng Gia, còn chuyện Liễu Cương và Đồng Giang phải làm sao để lấy cung hãm hại Liễu Cương, hắn không muốn quan tâm. Phân cục công an quận Đông thành phố Giang Hải, Lãnh Băng Băng đang ngồi trong phòng làm việc xem báo cáo. Sau khi được đưa lên làm phó cục trưởng thì nàng có rất nhiều việc. Vì có rất nhiều vụ án không cần phó cục trưởng phải tự mình đi làm, đối với rất nhiều người thì đây là chuyện tốt nhưng đối với Lãnh Băng Băng thì lại không thích ứng, nàng rất thích cảm giác tự mình đến hiện trường phá án. Hôm nay vụ nổ phát sinh ở Kiều Gia, vì Kiều Gia môn an phận, hơn nữa sát thủ đã nổ chết ngay tại chỗ, vì thế vụ án chỉ cần làm vài công văn báo cáo mà thôi. Trước kia khi còn ở cục cảnh sát thành phố thì có những công văn nàng cần đích thân làm, nhưng bây giờ nàng chỉ việc xem báo cáo mà chẳng làm gì cả. Sau khi xem xong báo cáo, Lãnh Băng Băng ký vài chữ rồi dẹp sang một bên, trong lòng có chút cảm giác vắng vẻ. Nàng thích hợp với một cảnh sát bình thường,
điều này nàng khó thể tự khống chế, người ta muốn thăng chức không được nhưng nàng thì căn bản không ngờ mình lại đột nhiên được thăng chức. Hơn nữa khi Lãnh Băng Băng nhận được tin tức làm phó cục trưởng thì biết ngay đây chỉ là đặt ván qua cầu, không lâu sau nàng sẽ về cục công an thành phố, như vậy chức vụ sẽ cao hơn một bậc. Nghe nói tất cả những thứ này đều có liên quan đến Lôi Gia, lúc này Lôi Gia đang âm thầm vì Lãnh Băng Băng mà hoạt động, nhưng nàng cũng không có thời gian giải thích tin đồn. Những năm gần đây càng giải thích càng rối, không giải thích thì còn tốt hơn. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng không tự giác được mà nhớ đến Hạ Thiên, tất cả những biến cố phát sinh trên người nàng trong những ngày qua hình như còn nhiều hơn những gì xảy ra trong hơn 20 năm qua. Nàng đã nhiều lần rơi vào vũng bùn mà người khác nghĩ rằng không thể nào kéo ra, nhưng Hạ Thiên lại có nhiều lần kéo nàng ra ngoài, làm nàng không chút tổn thương. Đời này sợ rằng mình sẽ khó thoát khỏi Lưu Manh. Lãnh Băng Băng suy nghĩ, trong lòng chợt xuất hiện câu nói này. Chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập kéo Lãnh Băng Băng từ trong suy nghĩ về lại hiện thực, nàng cầm điện thoại lên xem, nàng nhìn số rồi có chút do dự, cuối cùng nàng cũng nhận điện thoại, giọng nói rất dịu dàng. Thanh Thanh, tìm chị có chuyện gì? Dù tối qua có sự việc không thoải mái ở Triệu gia, Lãnh Băng Băng và Triệu Bình Lương có vết rách, nhưng Lãnh Băng Băng không có bất mãn với Triệu Thanh Thanh. Tuy nàng biết rõ đối phương không phải là em gái ruột của mình, nhưng nàng vẫn đối đãi với đối phương như em gái ruột. Hu hu hu, chị Băng Băng, em bị bế quan, chị có thể đến cứu em không? Trong giọng nói của Triệu Thanh Thanh có chút nức nở. Tối qua đến giờ em còn chưa được ra khỏi cửa, sắp buồn chết rồi. Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói. Băng Băng, chỉ sợ chị không giúp được em, chú Triệu. Cha của em sợ rằng không thích nhìn thấy chị, nếu chị đến nhà em cũng không giúp được gì. Hu hu hu, chị Băng Băng, không cần quan tâm đến cha em, lúc này em muốn ra ngoài, chị có thể nghĩ biện pháp cho em được không? Triệu Thanh Thanh năn nỉ trong điện thoại. Đúng rồi, chị Băng Băng, hay chị tìm sư phụ hỗ trợ đi, anh ấy lợi hại như vậy, chắc chắn có biện pháp lén đưa em đi. Như vậy cũng không tốt lắm đâu, dù cậu ấy có đưa em ra thật, sau đó cha em biết được, cũng rất phiền. Lãnh Băng Băng có chút do dự, nàng tin Hạ Thiên có thể lén đưa Triệu Thanh Thanh ra ngoài. Chị Băng Băng, đừng quan tâm nhiều thứ như vậy, chị giúp em cầu sư phụ đi, em thật sự muốn ra ngoài. Triệu Thanh Thanh tiếp tục năn nỉ. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không chống được những gì Triệu Thanh Thanh năn nỉ, nàng chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Được rồi, trước tiên chị sẽ điện thoại cho Hạ Thiên, hỏi xem cậu ấy có biện pháp nào không. Cảm ơn chị Băng Băng, em cúp điện thoại đây, chờ tin tốt của chị. Triệu Thanh Thanh lập tức vui vẻ, nàng nói xong thì cúp điện thoại. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nàng không cúp điện thoại thì Lãnh Băng Băng sao có thể điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rời khỏi Đồng Gia thì nghĩ xem nên làm sao để kéo Mộc Hàm về nhà, khi đó sẽ để nàng mặc bikini cho hắn xem, đúng lúc này thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, nhớ em phải không? Hạ Thiên nhận được điện thoại mà trong lòng vẫn suy nghĩ, nếu Lãnh Băng Băng mặc bikini, như vậy sẽ thế nào? Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Hạ Thiên cũng không nghĩ ra được, vì vậy hắn quyết định sẽ tìm cơ hội để Lãnh Băng Băng mặc bikini cho mình ngắm, như vậy hắn mới biết nàng sẽ có bộ dạng quyến rũ cỡ nào. Thanh Thanh bị nhốt trong nhà, cậu có biện pháp nào lén đưa cô ấy ra không? Lãnh Băng Băng không trả lời câu hỏi nhàm chán của Hạ Thiên, nàng hỏi rất trực tiếp. Tất nhiên là có biện pháp. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi, dù bị nhốt trong nhà tù thì hắn cũng có thể cứu ra, huống gì Triệu Thanh Thanh chỉ bị nhốt trong nhà. Tốt lắm, bây giờ cậu đến khu nhà thị ủy, tôi cũng đến đó, chúng ta gặp nhau thì cứu Thanh Thanh ra. Lãnh Băng Băng cũng không muốn lòng vòng, vì vậy nàng lập tức có quyết định. Lãnh Băng Băng cũng không cho Hạ Thiên nhiều cơ hội nói chuyện, nàng nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Vợ, chúng ta đến khu thị ủy. Hạ Thiên có chút khó hiểu, cảnh sát tỷ tỷ này mỗi lần đều vô trách nhiệm như vậy, cúp điện thoại nhanh thế làm gì? Hạ Thiên và Mộc Hàm chạy xe đến bên ngoài khu thị ủy thì Lãnh Băng Băng cũng vừa đến, khi Lãnh Băng Băng phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm ở cùng một chỗ với nhau thì không khỏi có chút kinh ngạc. Mộc Hàm không phải đã đi từ lúc sáng sớm rồi à? Sao bây giờ đã trở lại rồi? Lãnh Băng Băng nhớ khi Mộc Hàm và Yêu Yêu đi thì Hạ Thiên đã từng nói sẽ có một người quay về, mà bây giờ Mộc Hàm đã thật sự trở lại, điều này làm cho Lãnh Băng Băng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Mộc Hàm và Hạ Thiên đã sớm thương lượng với nhau? Nếu không sao hắn biết rõ ràng như vậy. Tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng Lãnh Băng Băng cũng không muốn hỏi nhiều,
nàng tiến vào trong chiếc Audi A7 của Mộc Hàm rồi hỏi. Cậu định đưa Thanh Thanh ra ngoài thế nào? Cứ như vậy mà đi vào, sau đó đưa cô ấy đi ra, dù sao cũng không có ai ngăn được tôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Như vậy không được, chúng ta phải lén mang đi. Lãnh Băng Băng lập tức bác bỏ ý kiến của Hạ Thiên. Tôi sẽ vào. Mộc Hàm mở miệng nói. Tôi nói có chuyện cần gặp Thanh Thanh, nhất định sẽ đưa nàng đi. Lãnh Băng Băng không khỏi gật đầu. Biện pháp này rất tốt. Đúng lúc này có một chiếc Rolls Royce Phantom chạy vào khu nhà thị ủy không một tiếng động, sau đó xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn từ bên trong bước xuống. Khi thấy mặt người đàn ông kia thì vẻ mặt Mộc Hàm không khỏi biến đổi, nàng khẽ hô lên một tiếng. Lý Minh Nhân. Chương 244, đánh anh thành thằng ngu. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Tên kia là Lý Minh Nhân sao? Lý Minh Nhân là ai? Lãnh Băng Băng nhíu mày hỏi. Mộc Hàm dùng một câu nói trả lời vấn đề của cả hai người. Đúng vậy, hắn chính là anh của Lý Minh Hiên, là Lý Minh Nhân. Tên ngu ngốc này đến tìm tôi gây phiền phức, trước tiên túm hắn cái đã. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu, ngay sau đó hắn không đợi Lãnh Băng Băng và Mộc Hàm kịp phản ứng, hắn cũng xuống xe, sau đó nhanh chóng chạy vào khu nhà thị ủy. Cảnh vệ trước cổng khu nhà thị ủy chỉ thấy trước mặt lóe lên một bóng người nhàn nhạt, sau đó Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt Lý Minh Nhân, hắn đĩnh đạc nói một câu. Này, có phải anh là Lý Minh Nhân ngu ngốc không? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng mở cửa xe định bước ra, nàng muốn Hạ Thiên đến tiếp ứng cho Triệu Thanh Thanh, không phải nói hắn đến đây gây chuyện. Hơn nữa đây là khu nhà thị ủy, không phải nơi gây chuyện. Mộc Hàm vươn tay kéo Lãnh Băng Băng. Đừng đi, chúng ta ở đây chờ. Vì sao? Lãnh Băng Băng có chút không vui. Lý Minh Nhân tới đây vì báo thù cho em trai, nói cách khác sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay với Hạ Thiên, nếu đã như vậy thì chúng ta cần gì phải ngăn cản. Mộc Hàm giải thích, nhưng nơi này là khu nhà thị ủy, nếu cậu ấy thật sự đánh chết Lý Minh Nhân ở đây, cô cho rằng cậu ấy có thể trốn trách nhiệm được không? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Yên tâm, sẽ có người vì hắn giải quyết hậu quả. Mộc Hàm nói một câu giống như đã tính trước. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Cô nói đến người phụ nữ tên là Mị Nhi kia sao? Mộc Hàm khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì, lúc này trong khu nhà thị ủy, Lý Minh Nhân cũng đã ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, đồng tử trong mắt chợt co rút. Dù đây là lần gặp mặt đầu tiên nhưng hắn có thể liếc mắt đã nhận ra Hạ Thiên, vì hắn đã nhiều lần xem qua ảnh của người này. Đây chính là tên khốn Hạ Thiên, đã biến em trai của hắn thành phế nhân, dù đưa đến bao nhiêu danh y ở thủ đô thì em trai của hắn chỉ có một kết quả. Lý Minh Hiên đã bị phế, dù thần tiên cũng khó chữa tốt. Tôi là Lý Minh Nhân, tôi không phải ngu ngốc. Lý Minh Nhân cuối cùng cũng nói, giọng điệu nguội lạnh, người ta khó thể phát giác được kích động trong lòng hắn. Nhưng tôi tin, Hạ Thiên, cậu chính là thằng ngốc chính cống. Tôi nói anh là thằng ngu, như vậy thì anh phải ngu, dù bây giờ Na không ngu nhưng tôi sẽ đánh thành ngu. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói, lúc này hắn quyết định phải đánh tên ngốc trước mặt thành ngốc thật. Xem người này trở thành ngu ngốc thì có còn tìm đến gây rối cho mình hay không? Hạ Thiên, bây giờ tôi có việc, nếu cậu thật sự muốn đánh thì không có vấn đề, chúng ta hẹn trước thời gian, hẹn địa điểm, đến lúc đó tôi nhất định làm cậu thỏa mãn. Lý Minh Nhân tuy hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên, nhưng nơi đây không thích hợp để ra tay, hắn hy vọng có thể đến một nơi đông người thì chậm rãi tra tấn Hạ Thiên. Tôi cũng rất bận rộn, vì vậy tôi muốn xử lý anh ngay tại đây. Hạ Thiên quả thật rất bận rộn, hắn còn đang có ý nghĩ ép Mộc Hàm mặc áo tắm. Nói như vậy, cậu quyết định phải ra tay ở đây sao? Hai mắt Lý Minh Nhân chợt trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn hai cảnh vệ ở phương xa. Cậu không nghĩ đến hậu quả sao? Tôi không muốn rông dài. Hạ Thiên nghĩ ở bên ngoài có hai bà vợ xinh đẹp đang chờ mình, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian ở đây, vì vậy nói xong thì lập tức ra tay. Khoảnh khắc này Hạ Thiên hóa thành một bóng người nhàn nhạt, hắn đánh về phía Lý Minh Nhân. Vẻ mặt Lý Minh Nhân chợt biến đổi, ngay sau đó hắn có phản ứng, thân thể nhanh chóng lui sang một bên. Nhưng dù hắn trốn tránh thế nào thì Hạ Thiên vẫn bám theo như hình với bóng. Lúc này trên tay Hạ Thiên đã có một cây ngân châm, mà ngân châm cũng nhanh chóng đâm lên đầu của Lý Minh Nhân. Lý Minh Nhân cũng giống như Lý Minh Hiên, cấu tạo thân thể có chút khác biệt so với người thường. Vị trí những huyệt đạo quan trọng cũng lệch vị trí so với người thường. Nhưng ngày hôm qua Hạ Thiên ra tay với Lý Minh Hiên,
hắn phát hiện Lý Minh Hiên có cấu tạo đầu không khác gì người thường, vì vậy Hạ Thiên cứ chằm chằm vào đầu Lý Minh Nhân, hắn muốn làm chút công tác trên đầu đối phương, để cho đối phương trở thành thằng ngu chính thức. Vì tối qua Hạ Thiên đã ăn phải thiệt thòi với Lý Minh Hiên vì khinh địch, vì vậy hôm nay Hạ Thiên ra tay đã thi triển tất cả thực lực, hầu như không giữ lại. Lúc này dù Lý Minh Nhân mạnh hơn Lý Minh Hiên nhưng trước mặt Hạ Thiên thì khó có khả năng chống cự. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, Lý Minh Nhân cảm thấy đầu truyền đến cảm giác đau đớn, mà mỗi lần đau đớn làm hắn sinh ra cảm giác muốn hôn mê, cảm giác hôn mê càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này hắn đã không thể nào chỉ huy được thân thể dịch chuyển, cuối cùng hoàn toàn rơi vào hôn mê. Thời gian quá ngắn, hai cảnh vệ cách đó không xa thật ra cũng đang theo dõi bên này, nhưng bọn họ không phát hiện Hạ Thiên ra tay, chỉ nhìn thấy Lý Minh Nhân đột nhiên lùi lại và dịch chuyển. Đúng lúc này Hạ Thiên lại hét lên. Có ai không? Cứu mạng, có người ngất xỉu. Hạ Thiên hô lên như vậy làm hai cảnh vệ vội vàng chạy đến, một người vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Lý Minh Nhân, mà người còn lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thiên. Anh làm gì anh ấy? Tôi có làm gì đâu. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tôi chỉ hỏi chiếc xe này giá bao tiền, tôi cảm thấy nó rất đẹp, anh thấy sao? Không tìm thấy vết thương, tranh thủ thời gian đưa anh ta đến bệnh viện thôi. Lúc này cảnh vệ đang xem xét tình hình của Lý Minh Nhân chợt mở miệng. Được rồi. Cảnh vệ kia gật đầu, sau đó lập tức gọi xe cứu thương. Giao người cho tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai cảnh vệ quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo che kín người. Hạ Thiên cũng nhận ra người phụ nữ này là Mỹ Nhi, nhưng người này xuất hiện rất nhanh, cực kỳ quỷ dị, ngay cả hắn cũng chỉ phát hiện ra nàng khi tiếp cận mà thôi. Điều này làm hắn cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng người phụ nữ này thực lực rất mạnh, cũng không thua sút nhiều với hắn. Hai cảnh vệ đang định hỏi gì đó thì Mỹ Nhi lấy ra một tờ giấy chứng nhận, hai người này nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt hai người chợt biến đổi, cả hai cung kính lên tiếng. Vâng, Mỹ Nhi dùng một tay xách Lý Minh Nhân lên, nàng cũng không nói chuyện với Hạ Thiên, khoảnh khắc sau đã biến mất trước mặt mọi người. Đúng là người cũng như tên, giống hệt như quỷ sứ. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó thản nhiên rời khỏi khu nhà thị ủy, mà hai cảnh vệ cũng không ngăn cản hắn, vì bọn họ vẫn còn khiếp sợ về tờ giấy chứng nhận vừa rồi. Trước mặt hắn mà Lý Minh Nhân không chịu được một đòn. Dù biết Hạ Thiên rất lợi hại nhưng Mộc Hàm thấy tình cảnh như vậy cũng cực kỳ khiếp sợ. Mị Nhi kia lại xuất hiện. Lãnh Băng Băng cảm thấy rất kinh ngạc vì chuyện này. Mà lúc này Mị Nhi đang đưa Lý Minh Nhân vào trong một chiếc xe khác ở cách đó vài trăm mét. 13 giây, chỉ có 13 giây. Ánh mắt người đàn ông trong xe chợt trở nên ngây ngốc. Mỹ Nhi, tiểu tử kia thu phục Lý Minh Nhân chỉ mất 13 giây, cho dù là cô cũng đâu làm được điều này. Với thực lực của tôi thì phải mất 30 giây, nếu dùng biện pháp khác thì chỉ là 3 giây. Mỹ Nhi thản nhiên nói. Nhưng anh đừng đánh giá thấp Hạ Thiên, nếu hắn muốn giết Lý Minh Nhân thì chỉ cần 1 giây. Sao? Người đàn ông hoàn toàn ngây người. Mỹ Nhi, dựa theo lời của cô, chẳng phải tên kia còn có thể phân cao thấp với thủ lĩnh của chúng ta sao? Mỹ Nhi không trả lời câu hỏi của người đàn ông, nàng thản nhiên nói. Thông báo với người của Lý gia, để bọn họ đến tiếp nhận Lý Minh Nhân, thuận tiện nói cho bọn họ biết, Hạ Thiên là đối tượng mà thiên tổ chúng ta đang khảo sát, dù bọn họ có ân oán gì thì tốt nhất nên buông tay, đợi chúng ta khảo sát xong rồi nói sau. Mỹ Nhi, chỉ sợ Lý gia sẽ không nghe chúng ta. Người đàn ông lộ ra nụ cười khổ. Nếu bọn họ thật sự nghe lời thì Lý Minh Nhân cũng không đến đây. Có thể bọn họ sẽ không nghe, nhưng có nói hay không lại là chuyện của chúng ta. Mị Nhi hờ hững nói. Chúng ta nói những lời này, sau này có thể nhúng tay. Người đàn ông nở nụ cười. Mị Nhi, thủ lĩnh nói chúng ta theo tiểu tử kia, chưa nói chúng ta sẽ giúp hắn, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải giúp hắn đối phó với Lý gia? Tôi có nói sẽ giúp sao? Mị Nhi hỏi ngược lại. Người đàn ông gãi đầu, hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói. Cô chưa nói qua, nhưng vừa rồi. Đây chẳng qua chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, thủ lĩnh rất xem trọng người này, khó thể bảo đảm tương lai chúng ta không trực tiếp nhúng tay. Mị Nhi giải thích một câu, sau đó mất kiên nhẫn nói. Được rồi, anh tranh thủ thời gian báo cho Lý gia, hỏi nhiều như vậy làm gì? Được rồi, tôi sẽ thông báo cho bọn họ đến nhặt xác. À, không đúng, đến nhận người. Người đàn ông nói một câu, ngay sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
Mị Nhi xuyên qua cửa kính thấy Hạ Thiên chui vào chiếc Audi A7, vì vậy mà vô tình có chút cảm giác khác thường. Cậu thanh niên kia không ngờ mạnh mẽ đến mức độ này, đây là một bất ngờ lớn với nàng, nhưng hắn thật sự là đồ đệ của người kia sao? Hạ Thiên vừa lên xe thì Lãnh Băng Băng đã không nhịn được hỏi. Cậu không giết Lý Minh Nhân sao? Không, tôi chỉ biến anh ta thành ngu ngốc mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì, bộ dạng có chút đắc ý. Đợi đến khi tên kia tỉnh lại, chỉ biết nói anh chị mà thôi. Trong đầu Mộc Hàm chợt xuất hiện một bộ hình ảnh, Lý Minh Nhân cao lớn anh Tuấn đang dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình, nước miếng chảy ròng ròng, cũng không phải vì nàng xinh đẹp, hắn nói. Chị gái, có kẹo cho em không? Hình tượng này làm cho Mộc Hàm cảm thấy ớn lạnh, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh khủng kia. Nàng mở cửa xuống xe nói. Các người chờ một chút, tôi đi vào đưa Triệu Thanh Thanh ra ngoài. Chương 245, ám sát. Mộc Hàm hành động rất thuận lợi, dù nàng và Triệu Thanh Thanh không quen nhau nhưng lại có quan hệ thân mật với Yêu Yêu, vì vậy người nhà Triệu Thanh Thanh cũng không nghi ngờ nàng, vài phút sau nàng đã đưa Triệu Thanh Thanh ra khỏi cổng khu nhà thị ủy. Ôi, rốt cuộc tôi cũng đã được ra ngoài. Triệu Thanh Thanh khi nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì cực kỳ hưng phấn, nàng vội vàng chạy đến nói. Chị Băng Băng, em quyết định sẽ bỏ trốn, em đến ở với chị nhé. Chỗ chị sao? Lãnh Băng Băng không khỏi có chút do dự. Thanh Thanh, như vậy không tốt, nếu không nhà em sẽ tố cáo chị bắt cóc thiếu nữ vị thành niên. Chị Băng Băng, ngày hôm qua em đã đủ 18, em đã là người trưởng thành, muốn đi đâu sẽ đi đấy, bọn họ không thể xen vào. Triệu Thanh Thanh không quan tâm, nàng lập tức cười hì hì với Lãnh Băng Băng. Nhưng, chị Băng Băng, em không có tiền, chị phải giúp em, còn phải cho em tiền tiêu vặt. Được rồi. Nếu em thật sự không muốn về nhà, như vậy đến nhà chị ở vài ngày. Lãnh Băng Băng cũng không nói nhiều, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Trước tiên cậu đưa Thanh Thanh về nhà, tôi đến cục cảnh sát, cậu nhớ sắp xếp gọn gàng, tôi sẽ quay về ngay. Qua, chị Băng Băng, chị thật sự ở chung với sư phụ rồi sao? Triệu Thanh Thanh nói bằng giọng rất khoa trương. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh. Em có tin chị đưa vào nhà lại không? Triệu Thanh Thanh lẻ lưỡi, nàng tranh thủ chui vào xe. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Lãnh Băng Băng xuống xe, nàng quay lại xe của mình, ngay sau đó bỏ đi ngay. Mà Mộc Hàm cũng khởi động xe, nàng nhanh chóng chạy về nhà của Lãnh Băng Băng ở khu cảnh uyển. Khi xe chạy đến biệt thự số 13 khu cảnh uyển, Hạ Thiên lấy chìa khóa ra mở cửa, Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng đã xác định Hạ Thiên đã thật sự ở chung với Lãnh Băng Băng. Sư phụ, em thật sự sùng bái anh. Chị Băng Băng cực kỳ căm hận những người làm vợ bé, nhưng bây giờ lại bị anh chộp vào tay. Sau khi tiến vào phòng khách thì Triệu Thanh Thanh mở lời nịnh nọt Hạ Thiên, ngay sau đó nàng di chuyển chủ đề. Nhưng, sư phụ, nếu anh dạy thêm cho em chút võ công, em sẽ càng sùng bái anh. Anh không thích em sùng bái. Hạ Thiên không quan tâm đến Triệu Thanh Thanh, hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ, bây giờ đã về nhà, chị mặc đồ tắm cho tôi xem được chưa? Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực, Mộc Hàm cũng buồn bực, người này chỉ nhớ mỗi vấn đề này thôi sao? Chồng à, bây giờ là ban ngày, không được đâu, phải đến tối chứ. Mộc Hàm tiếp tục trì hoãn thời gian. Được rồi, tối nay chị nhất định phải mặc cho tôi xem. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn gật đầu, bây giờ có kẻ phá bĩnh là Triệu Thanh Thanh, đúng là không quá thuận tiện. Trong lòng Triệu Thanh Thanh thầm oán giận Hạ Thiên, sư phụ này đúng là, tìm quá nhiều sư nương. Mà quá phận nhất chính là ở cùng với chị Băng Băng nhưng còn chơi bời với người phụ nữ khác. Chưa nói đến vấn đề chơi bời, rõ ràng còn kéo cả người này vào nhà chị Băng Băng. Triệu Thanh Thanh nghĩ mãi mà không rõ, với tính cách của Lãnh Băng Băng, vì sao không cho sư phụ một viên đạn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu chị Băng Băng thật sự nghĩ như vậy thì chẳng phải nàng không còn tìm được người học võ sao. Triệu Thanh Thanh nghĩ rằng chị Băng Băng quay về sẽ nổi giận, nàng phải nghĩ cách khuyên bảo chị. Sẽ tạm thời bỏ qua cho một sư phụ lăng nhăng quá mức. Dù chị Băng Băng muốn bắn chết đối phương, thì cũng phải đợi cho Thanh Thanh trở thành cao thủ nữ hiệp đã. Nhưng khi Lãnh Băng Băng quay về thì Triệu Thanh Thanh mới phát hiện ra những gì mình lo lắng chỉ là dư thừa, Lãnh Băng Băng hoàn toàn không có phản ứng gì khác thường, nàng cũng không có biểu cảm gì về vấn đề Hạ Thiên mang, gái, về nhà. Không bình thường, quá mức bất thường. Triệu Thanh Thanh lầm bầm, chị Băng Băng sao lại biến thành thế này? Chẳng lẽ sư phụ có sức quyến rũ quá lớn?
nhưng nàng lại cảm thấy sư phụ ngoài có được 10 điểm võ công thì chẳng còn gì đáng nói. Nhưng Triệu Thanh Thanh cũng lập tức không lo lắng về vấn đề này, vì Lãnh Băng Băng đã mang bí kíp gái đánh người đưa cho nàng. Cái này là quà mà Hạ Thiên chuẩn bị để tặng cho em, bây giờ là của em. Ôi, cái gì mà, gái đánh người, tên hay thế, em thích. Triệu Thanh Thanh cực kỳ hưng phấn. Chị Băng Băng, không bằng chúng ta cùng học, sau này chị em mình cùng đi đánh người. Được, chị cùng học với em. Lãnh Băng Băng gật đầu, tuy nàng không phải võ sĩ như Triệu Thanh Thanh, nhưng nàng là cảnh sát hình sự, học thêm chút bản lĩnh cũng tốt. Hơn nữa tối qua nàng lấy bí kíp kia cũng định tự mình học, nhưng Triệu Thanh Thanh lại rất thích võ công, vì vậy mà nàng mới đưa cho đối phương. Bây giờ Triệu Thanh Thanh đề nghị hai người cùng học, tất nhiên nàng sẽ không phản đối, luyện võ mà có thêm người thì rất có hiệu suất. Cứ như vậy mà Lãnh Băng Băng và Triệu Thanh Thanh cùng nhau học bí kíp gái đánh người, còn Hạ Thiên thì chỉ mong mau đến tối, vì lúc đó Mộc Hàm hứa sẽ mặc đồ tắm cho hắn rửa mắt. Mộc Hàm lại nhận được điện thoại, lại là người kia gọi đến. Trong một ngày nàng đã nhận được 3 cuộc điện thoại của đối phương. Khi nhìn thấy dãy số thì Mộc Hàm sinh ra dự cảm không ổn, người này lại điện thoại, chẳng lẽ muốn nàng ra tay. Dù có chút bất an nhưng Mộc Hàm vẫn đi ra ngoài biệt thự nhận điện thoại. Lý Minh Nhân bị đánh, cô có biết không? Người đàn ông bên kia hỏi. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Mộc Hàm trả lời. Còn nhớ gian phòng 1208 ở khách sạn Khải Duyệt không? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Là chỗ cô gặp mặt Hạ Thiên lần đầu tiên. Nhớ. Mộc Hàm rất mê hoặc, người kia muốn làm gì? Tôi đã sắp xếp tất cả, cũng đã thuê phòng, đêm nay cô đưa hắn vào đó, trong phòng có một chai rượu đỏ, còn có 2 cái ly, bên trong một ly có ký hiệu ngôi sao, cô chỉ cần rót rượu vào trong ly đó đưa cho hắn uống là được. Người đàn ông bên kia chậm rãi nói. Cô uống rượu với hắn ở địa phương có ý nghĩa đặc biệt, như vậy hắn sẽ không nghi ngờ. Cô cũng không cần phải bỏ ra cái giá đắt mà vẫn thành công. Muốn ra tay nhanh vậy sao? Trong lòng Mộc Hàm chợt sinh ra cảm giác khác thường, mới sáng sớm còn nói thời gian là 3 ngày, nhưng đến giữa trưa là 48 tiếng, đến bây giờ thì chẳng có dư chút thời gian nào. Trong ấn tượng của Mộc Hàm thì người kia làm việc rất quyết đoán, một khi quyết định chuyện gì cũng không dễ thay đổi. Nhưng bây giờ, vì giết một người mà đối phương đã thay đổi nhiều lần, chẳng lẽ đối với hắn thì giết Hạ Thiên quan trọng như vậy sao? Không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được. Người đàn ông trong điện thoại nói một câu không vui, sau đó cúp điện thoại. Mộc Hàm ngơ ngác đứng bên ngoài, nàng không biết đã đứng bao lâu, vô tình sắc trời cũng dần tối. Vợ, bây giờ trời đã tối rồi. Âm thanh của Hạ Thiên vang lên ở phía sau làm Mộc Hàm bừng tỉnh, nàng nhìn giờ, bây giờ hơn 7 giờ, lời nói của Hạ Thiên rõ ràng ép nàng thực hiện lời hứa. Cái gì nên đến sẽ đến, trốn cũng không xong. Mộc Hàm thầm thở dài, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười yêu kiều. Chồng, nơi đây có người, không tiện đâu, nếu không chúng ta đổi chỗ, tối sẽ mặc vào cho cậu xem, được không? Được. Hạ Thiên đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi, đến nơi chúng ta gặp mặt nhau lần đầu tiên, chịu không? Mộc Hàm khoác tay Hạ Thiên rồi nũng nịu nói. Hạ Thiên gật đầu khen hay, cứ như vậy hai người không chào hỏi Lãnh Băng Băng mà lái xe rời khỏi khu cảnh nguyên. Phóng về phía khách sạn Khải Duyệt. Đúng như những gì người đàn ông trong điện thoại đã nói, phòng 1208 ở khách sạn Khải Duyệt đã được đặt sẵn, chỉ cần nghe tên Mộc Hàm là được giao. Đến khi Mộc Hàm và Hạ Thiên vào phòng, nàng lập tức nhìn thấy có một chai rượu đỏ, còn có 2 ly rượu. Chồng, chúng ta còn chưa dùng cơm tối, không bằng ăn chút gì đó đã nhé. Mộc Hàm vừa tùy ý đề nghị vừa cầm lấy 2 chiếc ly lên xem xét, nàng nhanh chóng tìm ra chiếc ly có dấu hiệu. Hạ Thiên lại đồng ý với lời đề nghị của Mộc Hàm, vì vậy Mộc Hàm gọi điện thoại cho phục vụ khách sạn, gọi vài món ăn, ngay sau đó lại khui rượu, rót 2 ly rượu đầy. Nhưng sau đó Mộc Hàm lại có chút chần chừ, mình thật sự cho Hạ Thiên uống sao? Nàng biết rõ trong ly rượu kia có một chất kịch độc, dù là người nào uống vào, chưa đến 3 phút sẽ bỏ mạng. Rõ ràng, dù Hạ Thiên có công phu cao đến đâu, chỉ cần uống ly rượu kia thì chết chắc. Này, khát quá, uống trước nói sau. Khi Mộc Hàm còn đang do dự thì Hạ Thiên đã vươn tay, hắn cầm lấy ly rượu, đúng là ly rượu có chất độc. Chồng! Khoảnh khắc này Mộc Hàm vô thức ngăn cản, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã ực sạch. Ý trời là như vậy, cũng đừng trách mình. Trong lòng Mộc Hàm không thoải mái, nhưng nàng cũng chỉ biết an ủi mình như vậy mà thôi. Vợ,
Chị không uống sao? Hạ Thiên hỏi. Rượu này hương vị khá tốt. Chồng, vì chúng ta từng gặp nhau ở đây, làm một ly nhé. Giọng nói của Mộc Hàm có chút đau đớn, sau đó nàng ngửa chiếc cổ trắng ngần dốc cả ly rượu vào bụng. Hạ Thiên cười hì hì, hắn cũng uống cạn ly. Á, đau quá. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn ôm bụng rồi té xuống cực kỳ đau khổ. Mộc Hàm quay đầu đi có vẻ không đành lòng, nàng cũng chẳng phải chưa từng giết người, nhưng những lần trước nàng thường giết kẻ xa lạ, cũng là những kẻ đáng chết. Nhưng Hạ Thiên không xa lạ gì với nàng, hơn nữa nàng dù biết hắn háo sắc nhưng vẫn chưa đến mức độ phải chết. Đúng lúc này một cảm giác đau đớn từ dưới bụng bùng lên, Mộc Hàm dùng tay ôm bụng, khoảnh khắc khi ngã xuống thì trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Cuối cùng nàng cố nén đau rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số. Ông muốn giết cả tôi sao? Chương 246, tìm đường sống trong chỗ chết. Tôi sẽ tìm một nơi thật đẹp để an táng cô. Đầu dây bên kia chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Bộp, điện thoại rơi xuống đất, Mộc Hàm không còn sức để nhặt điện thoại lên, nàng cảm thấy tính mạng dần rút đi, đột nhiên nàng cười như điên. Ha ha ha, mình đúng là quá ngốc. Mộc Hàm đáng lý ra phải sớm nghĩ rằng độc dược không nằm trong ly, dù là ở trong ly thì cả hai đều phải có, nếu như chỉ có một cái, chẳng lẽ nàng nghĩ sai. Với tính cẩn thận của đối phương thì sẽ không làm chuyện nắm chắc, vì vậy độc dược căn bản ở trong rượu, dù ai uống rượu thì cũng có kết quả giống nhau, đó là chết. Mộc Hàm hiểu, nếu Hạ Thiên chết thì Mị Nhi người thiên tổ sẽ truy cứu, nếu mình còn sống thì Mị Nhi sẽ hỏi ra được kẻ chủ mưu. Vì vậy nàng phải chết, chỉ có cái chết mới làm cho người kia được yên. Thật ra Mộc Hàm đều có thể nghĩ ra, nhưng nàng không nghĩ đến nó, chẳng phải vì nàng quá ngốc, vì nàng quá tín nhiệm đối phương. Đến tận bây giờ nàng cũng không ngờ đối phương sẽ hy sinh mình, có lẽ từ khi đối phương đưa Yêu Yêu đi thì đã chuẩn bị hy sinh nàng rồi. Đáng tiếc là tất cả đều đã quá muộn, Mộc Hàm biết mình sẽ chết vì thần trí đã mơ hồ, đau đớn cũng không còn dữ dội như lúc đầu. Thời gian 3 phút là rất ngắn, sẽ nhanh chóng trôi qua, lúc này nàng chuẩn bị đi theo người đàn ông mà chính mình hại chết. Ôi, xin lỗi. Mộc Hàm cố gắng nghiêng đầu sang một bên, khoảnh khắc này nàng chợt ngây dại, sau đó gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười hân hoan. Cậu còn sống sao? Tốt quá! Tất nhiên tôi còn sống. Hạ Thiên vẫn ung dung đứng đó, sau đó hắn ngồi xổm xuống đâm ngân châm lên người Mộc Hàm. Cậu, chẳng lẽ cậu không uống ly rượu kia sao? Mộc Hàm bị Hạ Thiên đâm một châm thì thần trí có khá hơn một chút, nàng nhịn không được phải hỏi. Uống nhưng tôi lại phun ra. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nội dung cuộc điện thoại ngu ngốc kia của chị, tôi nghe rất rõ ràng, sao lại uống rượu vào. Nhưng vợ quá ngốc, lại tự mình uống rượu độc, làm hại tôi phải cứu chị. Cậu biết tôi muốn giết người sao? Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, có gì mà tôi không biết? Hạ Thiên cười hì hì, với thính lực của hắn, Mộc Hàm cũng không nhận điện thoại quá xa, tất nhiên hắn có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng Mộc Hàm không biết năng lực này của Hạ Thiên, nếu không nàng sẽ đi thật xa mới điện thoại. Vậy sao cậu không vạch trần? Hạ Thiên đâm cho Mộc Hàm vài châm, tinh thần của nàng ngày càng tốt lên. À, tôi muốn để chị muốn giết tôi một lần, sau đó sẽ cảm thấy có lỗi, sau này sẽ tình nguyện làm vợ tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu bất chấp nguy hiểm chỉ vì muốn tôi tình nguyện làm vợ sao? Mộc Hàm cười khổ. Cậu không sợ bị tôi giết thật sao? Không sợ, vì có mấy ai giết được tôi. Hạ Thiên có vẻ rất tin tưởng. Khi thấy Hạ Thiên liên tục châm kim lên người mình, Mộc Hàm không khỏi nở nụ cười sâu thẳm. Chồng, không làm gì được đâu, loại độc chất này không gì có thể chữa trị được, cậu cứ để tôi chết đi, đây là trừng phạt của tôi. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị muốn chết nào dễ dàng như vậy, mưu sát chồng còn chưa bị đánh mông mà muốn chết sao? Mộc Hàm nghe hai chữ đánh mông mà gương mặt đỏ ửng không khỏi hơi hồng, nhớ đến kinh nghiệm đánh đòn làm nàng sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Nhưng, chồng, đây là loại độc khó thể điều trị, cậu đừng phí sức. Mộc Hàm thở hổn hển, nàng căn bản chưa phát hiện đã qua 3 phút mà tinh thần của mình ngày càng tốt. Chỉ là chút độc được mà thôi, không gì không trị được. Hạ Thiên không cho là đúng, hai tay hoạt động, hai cây châm đồng thời đâm những vị trí khác biệt trên người Mộc Hàm. Sau 4-5 phút, Mộc Hàm đột nhiên cảm thấy thân thể mình mát lạnh, giống như có rất nhiều chất lỏng tuôn ra, sau đó trải rộng khắp toàn thân. Lúc này ngoài vấn đề thân thể nhấp nháp không thoải mái thì không còn chút cảm giác đau đớn nào.
Hạ Thiên đã thu ngân châm, hắn giật sạch quần áo của Mộc Hàm. Đúng lúc Mộc Hàm nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ báo thù mình thì lại bị nhấc bổng lên, Hạ Thiên đưa nàng vào nhà tắm rửa thân thể. Chồng, tự tôi tắm là được. Mộc Hàm có chút thẹn thùng, nàng đột nhiên phát hiện ra chính mình đã có sức lực, vì vậy vội vàng nói. Được rồi, tôi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, khi tắm xong nhớ đi ra nhận trừng phạt. Hạ Thiên quét mắt qua những bộ vị mẫn cảm của Mộc Hàm, ngay sau đó hắn rời khỏi phòng tắm, chất độc kia quá lợi hại, hắn phải hao tổn không ít khí lực mới trục xuất tất cả ra ngoài. Hạ Thiên bắt đầu nằm xuống giường nghỉ ngơi, mà trong phòng tắm Mộc Hàm cũng dùng nước sạch gột rửa thân thể, sợ để lại chút chất độc bám bên ngoài. Lúc này nàng dần cảm giác được sức lực quay về thân thể mình, thậm chí còn mạnh hơn cả thời điểm đỉnh phong. Vừa rồi Hạ Thiên thi châm không những chỉ loại bỏ chất độc, giống như còn loại bỏ những chất bẩn bên trong. Da thịt của Mộc Hàm giống như mềm mại hơn trước, càng thêm bóng loáng, thậm chí nàng còn cảm thấy gương mặt mình đẹp hơn vài phần. Chất độc kia được gọi là hắc sắc tinh ngũ kỳ, Hạ Thiên không những tạo ra kỳ tích cứu sống người trúng độc, hơn nữa còn làm nàng trở nên tốt đẹp hơn cả trước khi trúng độc. Chỉ trong thời gian 10 phút đồng hồ mà Mộc Hàm gặp phải những biến đổi lớn nhất trong đời, nàng bị người mình tín nhiệm nhất bán đứng, sau đó lại thần kỳ tìm được đường sống trong cái chết, làm nàng trải qua một khoảng thời gian từ chết đến sống. Lúc này tâm tình của nàng vẫn rất kích động, thậm chí còn nghi ngờ đây là một giấc mộng. Nước lạnh đổ lên người cũng dần làm cho tư duy của Mộc Hàm trở nên rõ ràng, thân thể cũng dần tỉnh táo. Tất nhiên nàng cũng vững tin những chuyện vừa phát sinh không phải giấc mơ, đối với nàng thì sống mà không tàn phế là một may mắn rất lớn. Mà tàn khốc nhất đối với Mộc Hàm chính là bị người mình tín nhiệm nhất coi là quân cờ, may mà nàng có người đàn ông thần kỳ như Hạ Thiên, vì vậy nàng không những sống mà còn chính thức nhìn rõ bộ mặt tàn khốc của người kia. Trước nay nàng luôn là quân cờ của đối phương, thậm chí nàng còn nghi ngờ hắn bồi dưỡng mình từ nhỏ đều chỉ vì một ngày thế này, một ngày hắn hy sinh nàng không chút do dự. Bây giờ Mộc Hàm rất muốn biết, khi đối phương biết nàng không chết sẽ nghĩ thế nào? Có tiếp tục phái người đến đuổi giết mình hay không? Nàng cảm thấy khả năng này là rất lớn, vì nàng không chết, nàng lại biết nhiều bí mật về đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ ra, mà người thiên tổ cũng biết hắn muốn giết chết Hạ Thiên. Sau này mình nên làm gì? Mộc Hàm thầm hỏi chính mình, sau này nàng nên đi đâu? Mộc Hàm không biết, bây giờ nàng rất mờ mịt về tương lai của mình. Nên nói sau, để xem đêm nay hắn trừng phạt mình thế nào. Mộc Hàm thầm suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng nàng có chút căng thẳng, đối phương sẽ trừng phạt nàng ra sao. Mộc Hàm căng thẳng đóng vòi nước, nàng lau khô nước trên người, sau đó quấn khăn tắm quanh người đi ra ngoài. Nhưng khi đến bên giường thì nàng lại kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên đã ngủ. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Mộc Hàm muốn mở miệng hỏi, ngay sau đó nàng chợt nghĩ ra vấn đề, cũng không nói gì. Nàng tìm được khẩu súng màu trắng trong đống quần áo bề bộn rồi chĩa ra cửa. Chào, có người bên trong không? Thức ăn đến rồi. Bên ngoài có người nói. Lúc này Mộc Hàm mới nhớ trước đó đã gọi thức ăn, nhưng chuyện vừa xảy ra làm nàng có chút cảnh giác, vì vậy nàng vẫn không trả lời. Thức ăn để bên ngoài, khi nào cần cứ mở cửa ra lấy. Người bên ngoài nói một câu, sau đó Mộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi. Mộc Hàm không đi ra mở cửa. Có lẽ vì hôm nay quá căng thẳng, cũng có lẽ vì nàng có được giác quan thứ 6, nàng cảm thấy kỳ lạ. Nàng cảm thấy với tính cách của người kia thì chắc chắn sẽ phái người đến xem xét mình và Hạ Thiên có chết hay không. Bây giờ Hạ Thiên bị Mị Nhi giám thị, tất nhiên đối phương cũng không thể phái người đến một cách quang minh chính đại, mà nhân viên phục vụ đến đưa cơm chính là cách ngụy trang tốt nhất. Nhưng đợi vài phút mà không có tình huống khác thường, Mộc Hàm cuối cùng cũng nhảy xuống giường, nàng khẽ đi đến bên cửa. Sau khi chần chừ vài giây mới mở cửa. Khoảnh khắc khi Mộc Hàm mở cửa thì một tiếng nổ lớn vang lên, Mộc Hàm vô thức ngã sấp xuống, nhưng đã không còn kịp, sức ép của vụ nổ đã cuốn tới. Xem ra hôm nay mình nhất định phải chết. Trong đầu Mộc Hàm bùng lên ý nghĩ này. Nhưng đúng lúc này Mộc Hàm lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó nàng chợt tránh xa vụ nổ, bên tai còn vang lên một âm thanh. Vợ, tôi lại cứu chị, nhớ báo đáp đấy nhé. Giọng nói này đối với Mộc Hàm thì chẳng khác nào tiếng trời, nàng quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào. Chồng, cậu không ngủ sao? Có người muốn giết vợ tôi, sao tôi có thể ngủ được? Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Mộc Hàm. Vợ, không phải đã nói mặc đồ tắm sao? Bây giờ sao còn chưa mặc?
Mộc Hàm có chút giở khóc giở cười, đến lúc nào rồi, vẫn còn nhớ vấn đề này sao? Bóng người lại lóe lên, Mị Nhi lại hiện ra trước mặt hai người Hạ Thiên, nàng quét mắt nhìn đống bừa bộn rồi kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chương 247, người mẫu nội y. Không có gì, chẳng qua có người muốn giết chúng tôi mà thôi. Mộc Hàm nhanh chóng nói một câu, nàng cũng không muốn nói ra tất cả. Hơn nữa nàng lo lắng Mị Nhi biết mình vừa định giết Hạ Thiên thì sẽ đến tìm phiền toái, dù sao nàng cũng không biết quan hệ giữa Mị Nhi và Hạ Thiên là thế nào. Nếu các người đã không việc gì thì nhanh đi ra. Mị Nhi thật sự không truy vấn, nàng nói xong thì lóe lên rồi biến mất ngoài cửa. Rõ ràng Mị Nhi chỉ đến nhìn qua mà thôi, nếu Hạ Thiên còn sống thì nàng cũng không cần phải ở lại. Chồng, chúng ta mau đi thôi. Mộc Hàm cũng vội vàng nói với Hạ Thiên. Dù Hạ Thiên không tình nguyện nhưng gian phòng đã bị nổ, tất nhiên hắn cũng chỉ còn cách phải bỏ đi, vì Mộc Hàm không muốn bị người phát hiện nên chỉ còn cách nhảy từ cửa sổ xuống. Chồng, chúng ta về khu cảnh uyển thôi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi quyết định quay về, hơn nữa chạy Audi A7 nghênh ngang quay về, nàng tin người kia chắc chắn sẽ biết rất nhanh là mình còn sống, nàng đang chờ khoảnh khắc đối phương điện thoại lại. Khi thấy Hạ Thiên ôm Mộc Hàm đang quấn khăn tắm vào phòng thì Lãnh Băng Băng có chút mất hứng. Các người vừa đi làm gì về vậy? Yêu đương vụng trộm. Mộc Hàm hùng hồn trả lời một câu như vậy, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Lãnh Băng Băng. Thế nào, ghen tị sao? Chỉ có quỷ mới ghen. Lãnh Băng Băng tức giận nói một câu rồi nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Chồng, vậy chúng ta cũng lên lầu, cậu giúp tôi đi mua quần áo được không? Mộc Hàm lại nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Dù cậu mua quần áo gì tôi cũng mặc cho cậu xem. Hạ Thiên không nhiều lời, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Mộc Hàm sang phòng ngủ dành cho khách trong nhà Lãnh Băng Băng, nàng đợi nửa giờ nhưng người kia vẫn không điện thoại đến. Nhưng khi Hạ Thiên quay về, nàng phải trợn mắt há mồm, hắn xách theo hai túi lớn, khi nàng mở túi ra mới thấy bên trong có vài bộ quần áo, đủ loại nội y sexy, vải vóc ít ỏi đến mức kinh người, nịt ngực, vớ, quần chữ T cũng có, thậm chí còn có vài bộ dành cho các cô nàng thích ngược đãi. Lần này Mộc Hàm đã hoàn toàn hôn mê, người này không muốn bắt nàng mặc một lần hết sạch đấy chứ. Chồng, cậu, sao cậu mua nhiều như vậy? Mộc Hàm dùng giọng mất hết sức lực nói. Cho chị mặc, vợ à, chị đã nói rồi, chỉ cần tôi mua thứ gì đều mặc cho xem, vì vậy chị phải mặc một lượt hết tất cả những thứ này cho tôi xem. Hạ Thiên có vẻ không chờ đợi thêm được nữa. Vợ, bây giờ chị bắt đầu mặc được rồi. Mộc Hàm có chút cảm giác tan vỡ. Người này đúng là muốn nàng mặc tất cả một lần, đúng là, xem nàng là người mẫu nội y sao. Căn cứ theo tính toán sơ bộ thì nơi đây tối thiểu có 100 bộ nội y, nếu Mộc Hàm đều mặc lần thì ít nhất cũng phải mất một buổi tối. Quan trọng là nàng không nghĩ một buổi tối đều phải thay đổi quần áo qua lại như vậy, đúng là rất mệt mỏi, nàng thậm chí tình nguyện làm chuyện khác, ví dụ cho hắn đánh vài cái vào mông cũng không sao. Chồng, nếu không mỗi tối tôi mặc một bộ có được không? Mộc Hàm cũng không muốn mình làm người mẫu tối nay. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy ý nghĩ như vậy là không tồi, vì vậy gật đầu. Được. Hạ Thiên tiện tay cầm lấy một bộ đồ tắm hai mảnh ít vải nhất, hắn ném cho Mộc Hàm. Vợ, chị mặc bộ này trước đi. Mộc Hàm cũng không chối từ, nàng sảng khoái nhận lấy bộ áo tắm. Sau hai lần tìm đường sống trong cái chết đã làm nàng không còn nhiều cố kỵ trước mặt Hạ Thiên, hơn nữa nàng chẳng mặc gì còn được hắn nhìn qua vài lượt. Bây giờ mặc đồ tắm thì có gì là không được. Hơn nữa nàng cũng không thể chùm khăn tắm hoài được, phải có thứ gì đó mặc trên người chứ. Khi Mộc Hàm chuẩn bị cởi khăn tắm lại phát hiện Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào mình, gương mặt nàng không khỏi đỏ ửng, nàng nở nụ cười quyến rũ với hắn. Chồng, cậu quay đầu lại trước đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ, tôi muốn nhìn chị mặc quần áo. Mộc Hàm không biết nói gì cho phải, người này không những muốn mặc đồ tắm hai mảnh. Hơn nữa còn muốn nhìn nàng không mặc gì. Mộc Hàm thật ra cũng đoán đúng, Hạ Thiên quả thật có ý nghĩ này, hắn muốn biết Mộc Hàm không mặc gì đẹp hơn hay mặc đồ tắm đẹp hơn. Bây giờ hắn chỉ cần nhìn nàng mặc đồ là biết ngay. Mộc Hàm quay lưng về phía Hạ Thiên, nàng cắn răng kéo khăn tắm, một lưng ong căng bóng trơn láng và cặp mông tròn căng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên không có gì che lấp, ánh mắt Hạ Thiên chợt trở nên nóng bỏng. Nhưng tình cảnh này cũng không duy trì được bao lâu. Mộc Hàm dùng tốc độ nhanh nhất để mặc áo tắm lên người, che chắn các vị trí mấu chốt, sau đó nàng xoay người nở nụ cười quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Chồng, đẹp không?
Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm một lúc lâu, cuối cùng hắn lẩm bẩm. Hình như không mặc gì còn đẹp hơn. Mộc Hàm cắn môi, sau đó môi đào hé mở. Chồng, muốn tôi cởi ra sao? Không cần. Hạ Thiên lắc đầu, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Hàm. Thôi thì để tôi tự mình cởi ra. Hạ Thiên đưa tay lên ngực Mộc Hàm, sau đó bàn tay phải rơi xuống, một tiếng bốp vang lên, bàn tay rơi lên cặp mông của nàng. Vợ, bây giờ chị nên nhận trừng phạt. Hạ Thiên nói, bàn tay đặt lên cặp mông co giãn của Mộc Hàm, sau đó lại bắt đầu rơi xuống. Bốp, 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 bốp. Những bàn tay liên tục rơi xuống mông Mộc Hàm, lúc này nàng đã ghé mặt vào trong ngực Hạ Thiên. Chỉ cảm thấy những cảm giác khác thường từ dưới mông truyền lên, điều này làm thân thể nàng trở nên mềm nhũn. Lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng, cặp môi kiều diễm ướt át, khi bàn tay Hạ Thiên rơi xuống thì hơi thở không khỏi gấp gáp, một tiếng rên lớn vang lên. Cảm giác tuyệt vời từ lòng bàn tay truyền lên, điều này làm trong lòng Hạ Thiên dần bốc lửa. Lúc này bàn tay hắn rơi xuống nhưng lại không tiếp tục nhấc lên, hắn chậm rãi vuốt ve cặp mông căng tròn và xoa bóp. Bây giờ nên đổi phương pháp được rồi. Này, hai người đang chơi trò ngược đãi sao? Ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh khoa trương, cặp nam nữ sắp rơi vào trầm luân đã bị âm thanh kia đánh thức. Á! Mộc Hàm duyên dáng gọi một tiếng, gương mặt đỏ như máu, cũng không biết lúc này nàng lấy sức lực ở đâu ra mà dẫy khỏi lồng ngực của Hạ Thiên, nàng nhảy lên giường lấy một chiếc chăn đơn đắp lên người. Hạ Thiên rất buồn bực, lần sau nhất định phải đóng cửa, lúc nãy tiến vào quên cài cửa lại. Bây giờ bị Triệu Thanh Thanh tiến vào phá hoại chuyện tốt. Hắn vất vả lắm mới tạo ra bầu không khí, bây giờ tiểu nha đầu kia đánh tan tành. Cậu đi ra, tôi có lời muốn nói. Lãnh Băng Băng xuất hiện trước cửa, gương mặt lạnh lùng như một khối băng, tuy nàng không chỉ mặt gọi tên nhưng ai cũng thấy người được kêu gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút mất tình nguyện nhìn Mộc Hàm, vợ đã lên đến miệng mà lại bay mất. Đúng là không có biện pháp, vợ cảnh sát tỉ tỉ tìm hắn có chuyện. Hắn cũng tạm thời bỏ qua tình huống có thể ăn sạch Mộc Hàm. Dù sao hắn cũng không quá gấp, dù sao nàng cũng chạy không thoát. Sư phụ, anh nhất định phải chết, chị Băng Băng đang rất tức giận. Khi Hạ Thiên ra khỏi phòng thì Triệu Thanh Thanh dùng giọng hả hê nói. Em vui sướng như vậy làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Thanh Thanh. Nếu cảnh sát tỉ tỉ tức giận thì anh sẽ đánh em. Sao? Triệu Thanh Thanh lập tức buồn bực. Sao lại đánh em? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh Thanh. Vì em làm cho cảnh sát tỉ tỉ phải tức giận, vì vậy anh phải đánh em. Triệu Thanh Thanh có chút tức tối. Sư phụ, anh không nói lý lẽ gì sao? Rõ ràng anh làm cho chị Băng Băng phải tức giận. Vừa rồi chỉ có em và cảnh sát tỉ tỉ ở cùng nhau, chắc chắn là em làm cho chị ấy tức giận. Hạ Thiên có 10 phần lý do. Triệu Thanh Thanh lập tức phản bác. Rõ ràng là chị Băng Băng thấy anh và cô gái kia. Im ngay, nói bậy bạ gì đó. Lãnh Băng Băng đột nhiên trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh để ép buộc đối phương không được mở miệng, ngay sau đó nàng xoay người đi vào phòng ngủ. Hạ Thiên lập tức đi vào, đồng thời cũng đóng cửa lại với kinh nghiệm xương máu vừa rồi, lúc này sẽ không có ai phá hoại được chuyện tốt của hắn. Có người nói cho tôi biết khách sạn Khải Duyệt có một vụ nổ, đó là phòng 1208, chuyện này có quan hệ đến cậu không? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Đúng vậy, chị Hàm thiếu chút nữa đã bị nổ chết. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nghiêm trang nói. Tôi chỉ vừa an ủi chị ấy. Có người an ủi như vậy sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói, an ủi gì? Rõ ràng là đánh mông người ta, lưu manh này không ngờ lại có sở thích biến thái như vậy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, thật ra an ủi như vậy rất hữu hiệu, nếu không chị thử xem thế nào. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hắn nói xong lại nhìn xuống cặp mông của Lãnh Băng Băng còn mê người hơn cả Mộc Hàm, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cảm xúc sẽ mạnh hơn. Cậu dám? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên, nàng sẽ không thỏa mãn yêu cầu biến thái của lưu manh này. Hạ Thiên cười hì hì, hắn có gì mà không dám, nhưng chẳng qua chỉ không nở đánh mông cảnh sát tỉ tỉ mà thôi. Hắn rất muốn thử xem cảm xúc của Lãnh Băng Băng là thế nào, nhưng không nhất định chỉ đánh mông mới biết được, sờ mó cũng được vậy. Hừ, cậu ra ngoài. Lãnh Băng Băng vốn định nổi giận với Hạ Thiên, nhưng khi nàng thấy bộ dạng của hắn thì không thể nào tức giận cho được. Ra ngoài làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng, tối nay hắn muốn ngủ ở đâu? Tôi mặc kệ cậu làm gì, cậu đi tìm Mộc Hàm cũng được, nhưng tôi nói cho cậu biết,
cậu muốn đi với ai thì đừng ở lại nhà tôi. Lãnh Băng Băng tức giận nói, tuy đã sớm biết Hạ Thiên là lưu manh, tìm vợ khắp nơi, nhưng khi thấy hắn và Mộc Hàm làm bậy trong phòng thì vẫn rất không thoải mái. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu, trên mặt chợt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Cậu cười gì? Lãnh Băng Băng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tốt quá, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị cuối cùng cũng ghen. Hạ Thiên cực kỳ vui vẻ, hắn giang hai tay ra rồi ôm Lãnh Băng Băng vào lòng cực kỳ tự nhiên. Chương 248, lừa nụ hôn đầu tiên của người đẹp băng giá. Tôi không phải giấm chua, sao có thể ăn giấm chua của cậu? Lãnh Băng Băng cực lực phủ nhận, đồng thời cũng vùng vẫy. Cậu thả tôi ra. Không phải giấm chua sao? Để tôi kiểm nghiệm. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không buông Lãnh Băng Băng ra, hắn đã không muốn buông thì Lãnh Băng Băng có vùng vẫy thế nào cũng không ra được. Vì vậy mà một lúc sau Lãnh Băng Băng đã thôi không vùng vẫy, dù sao nàng cũng đồng ý làm vợ hắn, hắn muốn ôm thì ôm, cũng không có gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu bị hắn ôm. Nhưng khi nghe nói Hạ Thiên muốn nghiệm chứng xem Lãnh Băng Băng nàng có ghen hay không, lúc này nàng vừa cảm thấy bực mình vừa buồn cười, thứ này cũng nghiệm chứng được sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn kiểm nghiệm xem chị có ghen hay không, chị có ý kiến gì không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Sao nghiệm chứng được? Lãnh Băng Băng tức giận hỏi, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Nếu chị đồng ý thì cứ nói. Nụ cười của Hạ Thiên có vẻ quỷ dị, điều này làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy không yên lòng. Nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng gật đầu. Tôi đồng ý, cậu nói đi, cậu muốn kiểm chứng thế nào? Ừ, cặp mắt đẹp của Lãnh Băng Băng chợt tròn xoe, nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị chặn lại, khoảnh khắc này nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng chưa từng có nụ hôn đầu tiên, không ngờ bây giờ bị Hạ Thiên lưu manh cướp đi. Nàng vất vả lắm mới giữ lại được sau 25 năm, bây giờ lại bị đối phương cướp đoạt gọn gàng như vậy. Chiếc lưỡi tham lam của người đàn ông mút vào cặp môi anh đào của Lãnh Băng Băng, tùy ý cướp đoạt bờ môi ngọt ngào, nàng bị động nghênh đón tất cả. Mãi đến khi đầu lưỡi của Hạ Thiên phá tan hai hàm răng và đụng đến chiếc lưỡi thơm tho ở bên trong thì nàng mới kịp phản ứng, ngay sau đó nàng cắn vào lưỡi của hắn. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, sao chị lại làm như vậy? Hạ Thiên bị Lãnh Băng Băng cắn vào lưỡi, tất nhiên sẽ không thể tiếp tục hôn nàng, nhưng khi hai bờ môi vừa tách ra thì hắn dùng giọng bất mãn chất vấn. Lãnh Băng Băng rất tức tối, nàng còn chưa mắng Hạ Thiên, bây giờ lại bị hắn mắng ngược lại. Cậu cưỡng hiếp tôi còn chưa nói. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu còn dám làm như vậy, sau này tôi sẽ cắn nứt lưỡi cậu. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, là chị đồng ý để tôi hôn, tôi có cưỡng hiếp chị đâu. Thúi lắm, tôi đồng ý hồi nào. Lãnh Băng Băng bị chọc tức, người này chưa nói đến sự lưu manh. Nàng đã quen bị đùa giỡn, bây giờ còn vu oan để hắn hôn, nàng sao có thể đồng ý? Vừa rồi chị đã đồng ý để tôi nghiệm chứng có ghen hay không còn gì. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi đồng ý nghiệm chứng mình không ghen, có liên quan gì đến vấn đề cậu có hôn tôi hay không? Lãnh Băng Băng còn chưa suy tính cẩn thận. Hạ Thiên dùng lời lẽ hùng hồn giải thích. Tôi muốn nghiệm chứng chị có ghen hay không, xem chị có ăn giấm chua hay không, tất nhiên phải hôn chị. Để xem thử hương vị, nếu trong miệng chị có vị chua, như vậy chứng minh chị đang ghen. Lãnh Băng Băng chợt ngây dại, lưu manh này đúng là quá hùng hồn, có thể tìm được lý do mạnh mẽ như vậy. Nàng cũng thật sự không biết, khi nào thì chữ ghen có liên quan đến hương vị trong miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên chép miệng vài cái rồi nói. Nhưng cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ tôi đã nghiệm chứng được, đầu lưỡi chị rất ngọt. Vì vậy chị thật sự không ghen. Cậu còn nói. Lãnh Băng Băng vừa tức vừa xấu hổ, lưu manh này được tiện nghi còn khoe mẽ. Cậu buông tôi ra. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi cảm thấy còn chưa nghiệm chứng đủ, không bằng chúng ta nghiệm chứng thêm lần nữa nhé. Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Nghĩ hay nhỉ? Lãnh Băng Băng lúc này tất nhiên không thể cho Hạ Thiên đắc thủ, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó dùng sức vùng vẫy ra khỏi lòng đối phương. Tôi đi tắm. Cậu thích đi đâu cũng được, tôi không quan tâm. Lãnh Băng Băng để lại một câu như vậy rồi vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Hơn nửa giờ sau Lãnh Băng Băng quay lại phòng ngủ và phát hiện Hạ Thiên đang nằm trên giường, trong lòng thầm thở dài một hơi không hiểu nguyên nhân. Hạ Thiên đã ngủ say, nhìn bộ dạng ngủ như một đứa trẻ của hắn, Lãnh Băng Băng không khỏi có chút xuất thần, nàng mơ hồ có cảm giác mình quay lại thời điểm nằm trong lòng mẹ.
Trước đó nàng rất căm hận những tên đàn ông lăng nhăng, nhưng bây giờ sao lại không có chút hận ý với lưu manh này? Lãnh Băng Băng ơi là Lãnh Băng Băng, vì sao mày không được như cái tên? Lãnh Băng Băng thầm hỏi mình, trước kia nàng cũng chưa chính thức đặt tên, sau này nàng đặt tên mình như vậy, nàng hy vọng trái tim của mình có thể lạnh băng, không động lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mình thật sự đã động lòng, hơn nữa còn động lòng với mọt tên lưu manh khốn kiếp. Chẳng lẽ đây là số mệnh của phụ nữ Lãnh gia, nhất định phải yêu một đàn ông không nên thân? Nếu tương lai cậu lại như Hạ Vân Sơn, cũng không quan tâm đến con cái của chúng ta, tôi thề sẽ giết cậu. Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên đang ngủ say mà lập lời thề, sau đó nàng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Sáng hôm sau Lãnh Băng Băng thức dậy đã phát hiện mình nằm trong lòng Hạ Thiên, không biết hắn đã ôm nàng từ khi nào. Nhưng cũng giống như trước đây, hắn chỉ ôm nàng mà không thừa dịp ngủ để làm chuyện gì quá phận. Chỉ cần xét theo điểm này cũng chứng tỏ hắn tốt hơn tên khốn Hạ Vân Sơn kia, hắn vẫn còn tốt với mình. Lãnh Băng Băng nhớ đến lời thề của mình mà thầm nói, nàng biết rất rõ, nếu Hạ Thiên vẫn sử dụng thủ đoạn như Hạ Vân Sơn với mẹ mình năm xưa, như vậy nàng sẽ không tha cho hắn. Dù xem ra bây giờ Lãnh Băng Băng đang thân mật ngủ cùng Hạ Thiên, điều này không khác gì chính thức có quan hệ ái ân, nhưng nếu so với tình cảnh khúc mắc trước đó, bây giờ nàng vẫn chưa thật sự muốn trao thân cho hắn. Dù nàng đã đồng ý làm vợ hắn, cũng ý thức mình khó tránh khỏi bàn tay của đối phương, nhưng nàng hy vọng tất cả đến lúc mình cam tâm tình nguyện, dưới tình huống đôi bên tình nguyện. Nếu cậu không lăng nhăng thì quá tốt. Lãnh Băng Băng thầm thở dài, nàng khẽ rời khỏi ngực hắn rồi xuống giường mặc quần áo. Lãnh Băng Băng thích nhất bộ đồng phục cảnh sát, nàng quay đầu nhìn lại rồi hỏi. Cậu tỉnh khi nào? Hạ Thiên đang tựa đầu lên đầu giường cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, khi chị rời khỏi lòng tôi, lúc đó tôi đã tỉnh. Cậu, gương mặt Lãnh Băng Băng chợt đỏ bừng, như vậy trước đó nàng thay đồ ngủ, chẳng phải bị Hạ Thiên thấy sạch rồi sao? Lưu manh, Lãnh Băng Băng mắng một câu, ngay sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng. Hạ Thiên lại lầm bầm. Vẫn là cảnh sát tỉ tỉ có dáng người tốt nhất. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, Diệp Mộng Oánh gọi đến. Hạ Thiên nhớ rõ 10 giờ phải đến tòa nhà Hải Giang. Diệp Mộng Oánh dặn dò trong điện thoại. Mỹ nữ tỷ tỷ yên tâm, tôi sẽ đến. Hạ Thiên vội vàng nói. Ừ, tôi đi chuẩn bị hội trường, chút nữa gặp. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng cúp điện thoại. Đối với Diệp Mộng Oánh thì sự việc hôm nay rất quan trọng, nàng đột nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, tuy đã được ông nội gắng sức giúp đỡ nhưng nàng vẫn thiếu uy tín cho Ninh tập đoàn. Hơn nữa vào thời điểm quan trọng này tập đoàn lại gặp phải nguy cơ chưa từng có, rõ ràng đây là khảo nghiệm đầu tiên của nàng, cũng là kỳ ngộ đầu tiên. Nếu Diệp Mộng Oánh không thể vững vàng đưa tập đoàn Thiên Nam vượt qua nguy cơ, như vậy uy tín của nàng sẽ giảm sút trầm trọng, đặc biệt là những công ty lâu đời sẽ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để rút khỏi tập đoàn. Nhưng nếu Diệp Mộng Oánh có thể xuất sắc xử lý sự việc lần này, như vậy tất cả thành viên cao thấp sẽ thừa nhận năng lực lãnh đạo của nàng. Cơ bản sẽ không còn người nào bằng mặt không bằng lòng. Vị trí mở họp báo chính là tầng cao nhất của tòa nhà Hải Giang, trong phòng họp lớn của tập đoàn Thiên Nam, tuy thời điểm họp báo là 10 giờ nhưng mới 9 giờ đã có hàng loạt phóng viên báo đài ở thành phố Giang Hải thậm chí cả bên ngoài tập trung đến, phòng họp có thể chứa hơn ngàn người đã có hơn vài trăm phóng viên. Tập đoàn Thiên Nam có hơn 10 người được sắp xếp tiếp đãi đám phóng viên này, tất cả báo chí điểm tâm, nước uống đều đầy đủ, có thể nói là phục vụ tương đối chu đáo. Nhưng bây giờ đài chủ tịch vẫn trống không. Họp báo lần này quan trọng nhất là người trong cuộc, kể cả chủ tịch tập đoàn Thiên Nam Diệp Mộng Oánh và cả ngôi sao bị hủy đi dung mạo An Khả Khả, bây giờ chưa ai xuất hiện. Đám phóng viên đã bắt đầu nghị luận. Các người nói xem, lần này tập đoàn Thiên Nam sẽ giải thích thế nào? Hơn phần nữa là bị hãm hại, chắc chắn sẽ nói sản phẩm của bọn họ không có vấn đề. Tôi thấy An Khả Khả đã lâu không xuất hiện, có lẽ đã bị mua chuộc rồi. Sợ rằng đã điều trị gương mặt, sau đó trực tiếp phủ nhận. Dù sao tập đoàn Thiên Nam cũng có nhiều tiền, cho An Khả Khả vài trăm triệu là được, tôi tin An Khả Khả sẽ không truy cứu. Nhưng nếu như vậy thì bọn họ cũng sai, truyền thông chúng ta cũng không phải con nít dễ lừa đảo, nhất định phải tìm ra chân tướng, không thể vô trách nhiệm như vậy được. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Các phóng viên thảo luận với nhau, thời gian dần trôi qua, vô tình đã đúng 10 giờ. Cửa lớn phòng họp được mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Đi đầu là một nam một nữ, người đẹp mặc trang phục công sở, đối với mọi người thì người đẹp này không có gì xa lạ,
vì nàng là chủ tịch mới của tập đoàn Thiên Nam, là Diệp Mộng Oánh. Nhưng người đàn ông bên cạnh Diệp Mộng Oánh là ai? Người này ăn mặc tầm thường, tướng mạo tầm thường. Điều này còn chưa quan trọng là Diệp Mộng Oánh lại ôm lấy cánh tay của hắn, chẳng lẽ đây là bạn trai của Diệp Mộng Oánh? Khoảnh khắc này tất cả phóng viên giống như quên đi mục đích thực chất của họp báo hôm nay, ai cũng chĩa máy ảnh và máy quay về cặp nam nữ. Đây là tin tức vô giá, nữ phú hào Giang Hải là Hoa đã có chủ, đây không phải tin tức chấn động sao? Chương 249, họp báo. Hôm nay trong số vài trăm phóng viên đến đây có không ít phóng viên của các báo đài giải trí, điều này cũng rất bình thường, ai bảo chuyện hôm nay có liên quan đến chuyện của ngôi sao An Khả Khả. Cũng vì vậy mà đám phóng viên này rất quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi khác, tin tức Diệp Mộng Oánh có bạn trai lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ, tất nhiên máy ảnh và máy quay sẽ hoạt động hết công suất. Sau khi chụp Diệp Mộng Oánh chán chê, bọn họ lập tức nhìn thấy An Khả Khả đi theo sau Diệp Mộng Oánh, điều làm cho bọn họ kinh ngạc chính là gương mặt ngôi sao đen như heo mọi. An Khả Khả biến mất vài ngày, mỗi người đều cho rằng nàng lén đi điều trị, hôm nay đám phóng viên đến đây đều cho rằng gương mặt nàng đã được khôi phục vài phần. Không ngờ An Khả Khả vẫn giống hệt như tấm hình bị chụp được vào vài ngày trước. Lúc này đám phóng viên đã không còn quan tâm đến những vấn đề gì khác, ai cũng điên cuồng chụp ảnh của An Khả Khả. Khi đám phóng viên chụp quay điên cuồng thì đám người Diệp Mộng Oánh cũng đã lên đến đài chủ tịch, người đi cùng nàng còn có người đại diện của An Khả Khả là tiểu đệ và trợ lý Chu Cầm, mặt khác còn có một bác sĩ khoảng 40, tất nhiên còn có một người không thể thiếu, cũng chính là người Diệp Mộng Oánh đang ôm lấy tay, là Hạ Thiên. Chào các vị phóng viên, cảm tạ mọi người đã đến, tôi là Diệp Mộng Oánh. Âm thanh dễ nghe của Diệp Mộng Oánh vang lên, hội trường yên tĩnh trở lại, tất nhiên thi thoảng vẫn có người chụp ảnh. Tôi biết rất rõ mục đích của các vị khi đến đây vào ngày hôm nay, tôi cũng biết mọi người có vấn đề cần hỏi. Mọi người cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho mọi người thời gian 2 giờ, nhưng trước đó chúng ta phải xem qua một vài thứ. Diệp Mộng Oánh khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hình ảnh, đó chính là một cô gái với gương mặt da trâu đang bôi mỹ phẩm, sau đó qua một đêm, da thiếu nữ chợt trắng nõn. Tất nhiên mọi người sẽ không lạ gì với đoạn phim này, đây chính là phim quảng cáo cho bộ sản phẩm tiểu mỹ nhân của An Khả Khả, mà bây giờ An Khả Khả cũng vì sử dụng tiểu mỹ nhân mà gương mặt trắng nõn trở nên đen xì, vừa đúng mức trái ngược với quảng cáo. Diệp tiểu thư, mọi người đều đã được xem qua quảng cáo này rồi. Bây giờ cô chiếu quảng cáo cho chúng tôi xem, như vậy thì được gì? Một phóng viên mở miệng nói, trong giọng nói còn mang theo chút châm chọc. Tôi tin tất cả mọi người ở đây đều đã được xem đoạn quảng cáo này, mọi người đều cho nó là giả. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, đây không phải là giả, mà sắp xảy ra, 2 giờ sau tôi sẽ cho mọi người thấy kỳ tích giống với bộ phim quảng cáo này. Lừa gạt ai vậy? Nếu quảng cáo này có thể là thật thì tôi xin bỏ nghề phóng viên. Đến lúc này rồi mà còn to mồm, tập đoàn Thiên Nam nghĩ chúng tôi là những thằng ngu sao? Chúng tôi dứt khoát kháng nghị. Hội trường chợt xôn xao, có vài phóng viên định bỏ ra ngoài. Nếu có người muốn ra thì tôi cũng không cản, nhưng tôi tin, 2 giờ sau các người sẽ hối hận cả đời vì hành động lúc này của mình, vì các người sẽ vĩnh viễn không được tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Diệp Mộng Oánh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi là Diệp Mộng Oánh, tôi dùng thân phận chủ tịch tập đoàn Thiên Nam nhắc lại một lần nữa cho mọi người, quảng cáo này không phải giả, 2 giờ sau chúng tôi sẽ đưa ra kỳ tích cho mọi người xem. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi nói. Sự kiện lần này sẽ được phát hình trực tiếp, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Diệp tiểu thư, hay là cô tranh thủ thời gian đưa ra biểu hiện đi. Một phóng viên nói, mà đám phóng viên định bỏ đi cũng đứng lại, bọn họ cũng không ngồi xuống. Bộ dạng giống như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Trước khi có biểu hiện, chúng tôi xin mời giáo sư Gia Liễu Bệnh viện Phụ Nhất Trường Đại học Giang Hải đứng lên phát biểu về chuẩn đoán bệnh của tiểu thư An Khả Khả. Diệp Mộng Oánh nói xong thì gật đầu với nữ bác sĩ. Giáo sư Mai, mời chị xem xét tình trạng hiện thời của An tiểu thư, sau đó giới thiệu tình huống cho mọi người. Được, Diệp tiểu thư. Giáo sư Mai đến trước mặt An Khả Khả, nàng chân thành kiểm tra một lượt. Ngay sau đó nói, An tiểu thư bị tổn thương da, giống hệt tình huống bị hủy hoại bởi axit sulfuric pha loãng, muốn khôi phục là rất khó. Giáo sư Mai, chị cảm thấy với trình độ y học vào lúc này, muốn chữa tốt gương mặt cho An tiểu thư thì phải làm thế nào? Diệp Mộng Oánh lại hỏi,
Theo tôi được biết, với trình độ y học vào lúc này thì rất khó chữa trị tốt cho An tiểu thư, trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ. Giáo sư Mai trả lời. Cảm ơn giáo sư Mai. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đám phóng viên. Vì để tránh hoài nghi chúng tôi giả vờ, bây giờ mời các vị cử gia đại biểu lên đây xem xét tình huống của An tiểu thư, nhưng chỉ được giới hạn là nữ phóng viên. Tôi đi. Tôi lên. Khoảnh khắc này lập tức có hơn 10 nữ phóng viên cùng giơ tay, sau đó qua một phen thảo luận, cuối cùng có 3 phóng viên lên đài. Người phóng viên thứ nhất lên đài thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, mà hắn cũng phát hiện ra nữ phóng viên này chính là Hàn Văn Văn mà hôm qua từng tố cáo mình mưu sát với Lãnh Băng Băng. Cũng may lúc này Hàn Văn Văn chủ yếu lên đài làm chính sự, Hạ Thiên cũng lười quan tâm đến đối phương. Hắn không có hứng thú với nữ phóng viên xinh đẹp này. Đây là thật, chẳng lẽ gương mặt An tiểu thư bị hủy rồi sao? Đúng vậy, tôi xác định đây không phải là hóa trang, đúng là không xong, tôi rất thích An tiểu thư. Không phải hóa trang, gương mặt An tiểu thư quả thật bị hủy. 3 nữ phóng viên ghé sát vào An Khả Khả kiểm tra tỉ mỉ một lúc lâu, thậm chí còn sờ soạng lôi kéo ra mặt, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Lần này đám phóng viên bên dưới cuối cùng cũng tin mặt An Khả Khả bị hủy, ít nhất cũng chứng minh tập đoàn Thiên Nam không diễn trò. Nếu mọi người đã xác nhận thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện kỳ tích. Diệp Mộng Oánh lấy ra một hộp đồ trang điểm. Mọi người mời xem, đây là sản phẩm tiểu mỹ nhân, chúng tôi sẽ bôi lên mặt An tiểu thư, 2 giờ sau mặt An tiểu thư sẽ giống như quảng cáo, sẽ khôi phục lại như ngày xưa. Khoác lác, đúng là khoác lác. Tôi không tin, nếu có loại mỹ phẩm này thì cũng không còn là mỹ phẩm, phải nói là linh gian. Điều này cũng chưa chắc. Diệp tiểu thư dám nói trước mặt phóng viên chúng ta, như vậy ít nhất cũng chứng minh cô ấy nắm chắc sẽ thành công. Đúng vậy, tôi tuy cũng không tin nhưng cũng hiểu Diệp Mộng Oánh không ngu ngốc, trừ khi nắm chắc thành công, nếu không sẽ chẳng làm việc ngu ngốc thế này. Mọi người nghị luận ồn ào, lúc này Diệp Mộng Oánh đưa mỹ phẩm cho Hạ Thiên, nàng cười thản nhiên nói. Bây giờ trông cậu vào cậu. Hạ Thiên nhận lấy mỹ phẩm, hắn đi đến ngồi đối diện với An Khả Khả. Lần này lực chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía Hạ Thiên. Này, anh có nắm chắc không đấy? Lúc này An Khả Khả rất căng thẳng. Hạ Thiên mặc kệ An Khả Khả, hắn trực tiếp lấy kem trong hộp ra, tất nhiên đối với hắn thì đây chỉ là thuốc mỡ. Hắn thoa kem trong lòng bàn tay, sau đó đùng hai tay xoa lên mặt An Khả Khả. Bàn tay Hạ Thiên chậm rãi chuyển động, hắn bôi thuốc mỡ lên mặt An Khả Khả, đồng thời cũng bắt đầu một phương pháp không phải là châm cứu. Dù bây giờ hắn không có ngân châm nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là băng hỏa linh khí, nếu có ngân châm thì hắn sẽ thoải mái hơn, bây giờ vì không thể thi châm trước mặt mọi người, vì vậy hắn cũng chỉ có thể dùng tay truyền băng hỏa linh khí, dùng phương pháp hao tổn sức lực này để chữa trị cho An Khả Khả. Cũng may đối với Hạ Thiên thì chỉ cần không sử dụng nghịch thiên bát châm, dù có hao tổn khí lực cũng không là vấn đề gì lớn, đợi đến khi kết thúc trị liệu thì hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại. An Khả Khả cảm thấy gương mặt mình truyền đến cảm giác khác thường, tê dại và ngứa ngứa, chốc chốc còn đau đớn, điều này làm nàng rất muốn dùng tay gãi. Nhưng Hạ Thiên đã sớm đề phòng, vì vậy An Khả Khả lập tức phát hiện ra mình không thể chuyển động, nàng muốn nói nhưng há miệng mà chẳng phát ra âm thanh gì. Khi không còn biện pháp nào khác thì nàng cũng chỉ có thể nhịn, vì gương mặt của mình, An Khả Khả không nhịn cũng phải nhịn, nếu mặt nàng mà thật sự bị hủy thì cả đời này cũng coi như xong luôn. Được rồi. Sau 5 phút thì Hạ Thiên thu tay, hắn đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Diệp Mộng Oánh, bộ dạng có hơi mỏi mệt. Bây giờ là 10 giờ 20, mọi người có thể cho máy quay lên mặt An tiểu thư, sau đó mọi người cứ chờ trong 2 giờ, đến 12 giờ 20 thì mọi người sẽ thấy kỳ tích xuất hiện. Âm thanh của Diệp Mộng Oánh vang vọng trong hội trường. Mày 2 giờ này tôi cũng tranh thủ trả lời vấn đề của mọi người. Diệp tiểu thư, tôi là Hàn Văn Văn của báo Giang Hải News. Có phải An tiểu thư sử dụng mỹ phẩm của công rồi bị hủy gương mặt hay không? Hàn Văn Văn lập tức hỏi. Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. An tiểu thư xác nhận đã dùng sản phẩm của chúng tôi và xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề nằm ở sản phẩm của chúng tôi. An tiểu thư bị một người không rõ ám hại, trong đồ trang điểm có thêm axit. Nói vậy Diệp tiểu thư có biết sản phẩm công ty mình có vấn đề hay không? Hàn Văn Văn ép sát không tha. Đúng vậy, sản phẩm của chúng tôi không có vấn đề. Tất nhiên bây giờ tôi nói như vậy thì mọi người cũng không tin, nhưng 2 giờ sau mọi người đã có thể nghiệm chứng, tôi nghĩ chút nữa hãy để cho sự thật lên tiếng,
như vậy không phải tốt hơn sao? Diệp Mộng Oánh mỉm cười. Tuy tôi có thể đưa ra báo cáo nghiệm chứng nhưng mọi người sẽ vẫn không tin, vì vậy tôi cũng không cần phải đưa ra, mọi người cứ chờ gương mặt An Tiểu Thư trở lại trắng nõn như thường, như vậy sẽ có nghiệm chứng với chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Diệp Tiểu Thư, tôi là phóng viên báo giải trí Giang Hải, xin hỏi vị tiên sinh này có phải là bạn trai của chị không? Một nữ phóng viên khác lên tiếng. Chương 250, Mỹ phẩm thần kỳ. Không hổ danh là phóng viên, mở miệng lập tức hỏi đến những vấn đề hot. Dù bây giờ mọi người đang chú ý đến vấn đề chất lượng của sản phẩm tiểu mỹ nhân, nhưng Diệp Mộng Oánh ra chiêu như vừa rồi làm mọi người không còn gì để hỏi. Rõ ràng Diệp Mộng Oánh nói không sai, nếu 2 giờ sau gương mặt An Khả Khả thật sự khôi phục thì không còn ai dám nói mỹ phẩm tiểu mỹ nhân có vấn đề. Nói cách khác, bây giờ bọn họ không thể hỏi, vì vậy không bằng chờ 2 giờ nữa để thấy rõ mọi chuyện. Nếu không còn câu hỏi nào về vấn đề chất lượng của mỹ phẩm tiểu mỹ nhân, như vậy không bắn xỉa sói sang những vấn đề khác. Đối với phóng viên thì vấn đề một đóa hoa xinh đẹp giàu có và có danh tiếng như Diệp Mộng Oánh đã có chủ mới thật sự là tin tức khủng bố. Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không phải, cậu ấy không phải là bạn trai của tôi. Khi nghe câu trả lời như vậy thì tất cả phóng viên có hơi thất vọng, còn nữ phóng viên kia tiếp tục truy vấn. Xin hỏi Diệp Tiểu Thư, vị tiên sinh này có quan hệ với chị thế nào? Tất cả mọi người đều thấy hai người rất thân mật. Nụ cười trên mặt Diệp Mộng Oánh vẫn rất ngọt ngào, hơn nữa còn có vài phần hạnh phúc. Cậu ấy là hôn phu của tôi. Mọi người chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó lại liên tục chĩa máy ảnh sang điên cuồng chụp hình Hạ Thiên, thì ra đây không chỉ đơn giản là bạn trai, hơn nữa đã thăng cấp lên hôn phu. Diệp Tiểu Thư, có thể giới thiệu vị hôn phu này cho mọi người biết được không? Diệp Tiểu Thư, xin hỏi hai người quen nhau khi nào? Diệp Tiểu Thư, xin hỏi khi nào hai người sẽ chính thức kết hôn? Lúc này có hơn 10 phóng viên đặt câu hỏi, điều này làm Diệp Mộng Oánh đáp ứng không xuể, vì vậy mà nàng không khỏi nhìn sang Hạ Thiên. Bây giờ hắn đang nhắm mắt dưỡng thần giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến mình. Về thân phận của cậu ấy, tôi không tiện thông báo, còn chúng tôi quen biết thế nào, chỉ có thể nói là duyên phận. Còn thời gian chúng tôi kết hôn, ít nhất cũng vài năm nữa, vì cậu ấy chưa đủ tuổi. Diệp Mộng Oánh đáp lời tất cả câu hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không nói ra thân phận của Hạ Thiên, ngay cả tên cũng không nói. Nhưng Diệp Mộng Oánh trả lời với câu nói cuối cùng làm người ta nghi hoặc, chưa đủ tuổi sao, chẳng lẽ chưa đến 20? Thì ra đây là, phi công trẻ lái máy bay bà già. Vấn đề chị em yêu nhau cũng không hiếm, vì vậy mà đám phóng viên bắt đầu tung ra đủ loại câu hỏi, nào là vấn đề về gia sản, tất cả mọi thứ đều được ném đến 9 tầng mây. Diệp Mộng Oánh dùng giọng dịu dàng trả lời câu hỏi, tuy không lộ ra những điểm mấu chốt nhưng cũng đủ làm cho đám phóng viên thỏa mãn, ít nhất cũng có đủ tư liệu để dễ tấu. Nhưng lúc này Kiều Phượng Nhi đang ở trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều lại chẳng hài lòng, nàng đang xem trực tiếp chương trình này. Kiều Tiểu Thư, Diệp Mộng Oánh kia quá vô sỉ, cô ấy tuyên bố Hạ Thiên là hôn phu của mình, đây không phải đang chơi với chị sao? Kiều Phượng Nhi dùng giọng bất bình nói. Đúng vậy. Sắc lang kia có gì tốt, Diệp Mộng Oánh cũng cố cướp đoạt. Kiều Hoàng Nhi cũng thầm thì một câu. Đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng nên quan tâm. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng nói. Kiều Tiểu Thư, sao chị không ghen? Kiều Phượng Nhi đã muốn phát điên, Kiều Tiểu Thư có chuyện gì sao? Đàn ông bị cướp nhưng không có phản ứng, đúng là không bình thường. Có một số việc mà các em không hiểu. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu. Nếu tương lai các em có cơ duyên, các em sẽ hiểu. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên các nàng không hiểu, nếu hiểu thì đã không buồn bực. Kiều Tiểu Thư, mỹ phẩm kia của Diệp Mộng Oánh sẽ thật sự hữu hiệu sao? Một lát sau Kiều Phượng Nhi lại hỏi. Tất nhiên sẽ hữu hiệu, dù là đồ trang điểm tầm thường nhưng chồng chỉ tự bôi lên mặt, tất nhiên sẽ có hiệu quả khác biệt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu nói. Kiều Phượng Nhi không tiếp tục hỏi. Rõ ràng Kiều Tiểu Thư đã bị sắc lang kia cho ăn, dâm mê hồn dược. Cùng lúc đó ở thành phố Giang Hải có 3 cô gái đang xem trực tiếp chương trình này. Này, nghe mình nói này Vân Anh, đây không phải là anh rể kiêm dượng của bạn sao? Sao bây giờ lại là hôn phu của Diệp Mộng Oánh? Một cô gái hỏi. Mình cũng bó tay. Liễu Vân Anh nhìn Diệp Mộng Oánh, trong lòng thầm ghen ghét, người này ngực to mông nở, có phải cũng dùng phong nhũ xương hay không?
Thực tế mọi người bây giờ chú ý tin tức cũng không phải vì danh tiếng của An Khả Khả và tập đoàn Thiên Nam, quan trọng là tập đoàn Thiên Nam xem đây là một lần quảng cáo, cố gắng quảng bá chính mình. Không thể không nói, Diệp Mộng Oánh rất tín nhiệm Hạ Thiên, vì lần này thành hay bại đều nằm trong tay Hạ Thiên, nếu hắn bại thì không những đổ vỡ tất cả, hơn nữa tập đoàn Thiên Nam cũng chui đầu vào giỏ. Ít nhất sự kiện lần này cũng là đặt cược lớn đối với Chu Cầm, mà tập đoàn Thiên Nam cũng không có ít người nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Mộng Oánh lại nghĩ khác, nàng cảm thấy đây là một cơ hội tuyên truyền khó thể có được, bắt đầu từ ngày mai thì sản phẩm tiểu mỹ nhân của tập đoàn Thiên Nam sẽ không thể đủ nhu cầu. Lúc này có rất nhiều người đang chờ mong thời khắc 12:20, khi thời gian gần đến thì đám phóng viên cuối cùng cũng ngừng đặt câu hỏi, ai cũng mong mỏi chờ đợi. Khi thời gian gần đến thì An Khả Khả là người trong cuộc ngày càng căng thẳng, ngay cả Diệp Mộng Oánh trước đó luôn an tĩnh bây giờ cũng có chút không yên. Thật ra điều này cũng rất bình thường, tuy nói nàng tin tưởng Hạ Thiên, nhưng khoảnh khắc khi biết được kết quả cũng có chút lo lắng. 10 phút cuối cùng đồng hồ có vẻ chạy rất chậm, Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên, hắn vẫn đang ngủ, vì vậy mà cảm thấy dở khóc dở cười. Người này chẳng phải tối qua đã làm gì cả đêm sao? Nếu không sao lại ngủ vào lúc này? Đúng giờ rồi. Sau khi trải qua thời điểm buồn chán chờ đợi, đột nhiên có người hô lớn, mà lúc này tất cả đều nhìn về phía An Khả Khả. Nhưng đáng tiếc là mọi người thấy vẻ mặt An Khả Khả vẫn đen xì, không có quá nhiều biến đổi so với trước đó. Hạ Thiên, dậy. Diệp Mộng Oánh cũng không yên, nàng kéo áo Hạ Thiên. Hạ Thiên mở to mắt, hắn ngáp một cái. Không phải đến giờ cơm rồi sao? Tôi đói bụng rồi. Đám phóng viên chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, đây là loại người gì, bọn họ chịu đói chờ đợi kỳ tích, nhưng tên khốn tạo ra kỳ tích lại nghĩ đến vấn đề dùng cơm. Diệp Mộng Oánh cũng dở khóc dở cười. Hạ Thiên, 2 giờ rồi, bây giờ mặt An tiểu thư đã chữa xong chưa? 2 giờ rồi sao? Hạ Thiên xoa đầu. Có lẽ là tốt lắm rồi, thật ra chỉ cần 1 giờ là xong. Chỉ cần 1 giờ. Đám người lại muốn ói máu, người này sao không nói sớm, chỉ cần 1 giờ mà mắt đợi những 2 giờ sao? Diệp tiểu thư, gương mặt An tiểu thư hình như vẫn không có chút biến hóa. Lúc này có một phóng viên đưa ra nghi vấn. Hạ Thiên, cậu xem. Diệp Mộng Oánh cũng thấy gương mặt An Khả Khả vẫn đen xì. Để cô ấy rửa mặt là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Diệp Mộng Oánh vội vàng phân phó Chu Cầm. Mau đi lấy nước. Chu Cầm vội vàng rời khỏi cửa, sau đó nàng đưa đến một chậu nước đặt bên cạnh An Khả Khả. An tiểu thư, rửa mặt đi. An Khả Khả khẽ gật đầu, nàng cảm thấy gương mặt có chút không thoải mái. An Khả Khả cúi đầu xuống, nàng chậm rãi rửa mặt. Vài phút sau nàng ngẩng đầu lên, hội trường chợt tĩnh lặng, điều này. Đây là An Khả Khả vừa rồi sao? Làn da đen như heo mọi đã không còn, thay vào đó là một gương mặt trắng nõn và bóng loáng. Khả Khả, cô, mặt cô. Trần Di cũng trợn mắt há mồm, dù nàng rất quen thuộc An Khả Khả nhưng bây giờ làn da của đối phương còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Vì vậy mà Trần Di không nhịn được phải sờ lên. Da trơn mịn và mềm mại như trẻ con, đây là hiện trạng lúc này của An Khả Khả. Chị Di, mặt em đã tốt rồi sao? Giọng nói của An Khả Khả có chút run rẩy. Nhanh, chị mau đưa gương cho tôi. Trần Di cũng nhanh chóng tìm gương cho An Khả Khả, mà đám phóng viên lúc này cũng kịp phản ứng, ai cũng tranh thủ cầm máy ảnh bắt đầu bấm máy. Lúc này ai cũng xôi trào, kỳ tích, đây đúng là kỳ tích, tuy vẫn còn nhiều người hoài nghi. Nhưng những người tận mắt nhìn thấy tình cảnh này lại không thể không tin. Tôi nghĩ bây giờ không cần nói thêm điều gì. Giọng nói của Diệp Mộng Oánh lại truyền vào tai mọi người, sự thật đúng là hơn hàng vạn lời nói. Đến lúc này nếu ai hoài nghi chất lượng sản phẩm tiểu mỹ nhân có vấn đề thì đầu óc cũng có vấn đề. Xin hỏi Diệp tiểu thư loại mỹ phẩm này có giống như sản phẩm đã đưa ra tiêu thụ trước đây không? Có một phóng viên mở miệng. Cách điều chế giống nhau nhưng tỷ lệ khác nhau. Đồ trang điểm của chúng tôi trước đó chỉ cần xài 1 tháng là làn da sẽ được cải thiện. Diệp Mộng Oánh giải thích, phương diện này tất nhiên nàng nói dối, vì sản phẩm trước đó hầu như đã được thu về, dù có người nói cũng không sao. Tất nhiên nàng không thể nói cách điều chế của sản phẩm bây giờ là khác biệt, nói như vậy chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao. Diệp tiểu thư, sao lại có sự khác biệt này, chẳng lẽ tập đoàn Thiên Nam có sự đối đãi khác nhau với người tiêu dùng khác nhau? Lại có phóng viên hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, sản phẩm trên tay tôi được pha chế với tỷ lệ rất cao, là loại sản phẩm có thể thấy ngay hiệu quả, nếu đưa ra thành phẩm sẽ có giá rất cao,
ít nhất cũng là 20.000 một hộp, tôi nghĩ đây là điều mà đa số người dùng đều khó thể thừa nhận. Diệp Mộng Oánh mỉm cười. Vì có thể cho những người bình thường cũng có thể hưởng thụ sự thần kỳ của sản phẩm, vì vậy chúng tôi mới cho tiểu mỹ nhân có giá cả bình dân. Tuy hiệu quả không nhanh, nhưng chỉ cần sử dụng liên tục một tháng thì hiệu quả rất tương đối so với sự kiện vừa rồi. Diệp tiểu thư, tôi còn có một vấn đề, gương mặt của An tiểu thư có thật sự được chỉ tốt bằng loại kem này không? Hay là vị hôn phu thần y của chị có phương pháp khác? Hàn Văn Văn chợt ném ra câu hỏi này. Điều này cũng làm cho đám phóng viên khác cảm thấy hứng thú, thì ra vị hôn phu của Diệp Mộng Oánh là thần y sao? Chương 251, Mộc Hàm gặp nạn. Khi Diệp Mộng Oánh nghe được câu hỏi này thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, trước đó nàng không tiết lộ tin tứ về thân phận của Hạ Thiên vì sợ có người nắm lấy nó làm khó, không ngờ lúc này có Hàn Văn Văn biết được năng lực của Hạ Thiên. Phóng viên Hàn, tôi nghĩ vấn đề này không cần phải trả lời. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói. Diệp tiểu thư, vừa rồi có người nói cho tôi biết, vị hôn phu của chị tên là Hạ Thiên, là một vị thần y. Ông nội của chị, chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam Diệp Thiên Nam tiên sinh trước đó gặp vấn đề đe dọa đến tính mạng, tất cả bác sĩ khác đều bó tay, nhưng vị hạ thần y này không những chữa trị tốt còn làm cho Diệp Thiên Nam tiên sinh trông trẻ ra 10 tuổi, đây cũng chính là nguyên nhân anh ấy là hôn phu của chị. Xin hỏi Diệp tiểu thư, những chuyện này có thật hay không? Hàn Văn Văn rõ ràng không có tư tưởng bỏ qua truy vấn. Diệp Mộng Oánh biết rõ lúc này khó thể trốn được nữa, rõ ràng có người cố ý tiết lộ thân phận thật sự của Hạ Thiên, hơn nữa hơn phân nửa là người Diệp gia. Nàng thấy tám phần là Diệp Mộng Vân hoặc Diệp Thiếu Kiệt đang quấy phá trong bóng tối. Diệp Mộng Oánh lập tức có ý nghĩ, nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy chính là bác sĩ tốt nhất, dùng hai chữ thần y để miêu tả cũng không đủ. Nói như vậy, vừa rồi Diệp tiểu thư cho hạ thần y bôi thuốc lên mặt An tiểu thư là còn có mục đích gì khác sao? Có lẽ trên thực tế thì hạ thần y đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để trị liệu cho An tiểu thư phải không? Sức tưởng tượng của Hàn Văn Văn tương đối khá, rõ ràng lại đoán đúng. Phóng viên Hàn, nói như vậy chị tin tưởng năng lực của Hạ Thiên, chị tin chỉ cần một thời gian ngắn thì cậu ấy có thể chữa tốt cho gương mặt của An tiểu thư mà không cần dùng kem. Diệp Mộng Oánh hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi tin. Hàn Văn Văn có chút chần chừ, sau đó gật đầu. Nếu đã như vậy thì chị nên tin công hiệu của mỹ phẩm này. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. Vì cách điều phối sản phẩm này là của vị hôn phu của tôi, là Hạ Thiên Hạ Thần Y. Hàn Văn Văn có chút sững sờ, nàng đã không còn biết phải hỏi vấn đề gì. Nếu nàng tin y thuật của Hạ Thiên, vì vậy nàng phải tin cách điều chế của hắn, nếu không tin y thuật của hắn thì vẫn phải tin sự thật trước mắt. Thời gian đã không còn sớm, buổi họp báo hôm nay kết thúc ở đây. Diệp Mộng Oánh nói ngay. Tất cả mọi người có thể đến dùng cơm ở canteen của tập đoàn Thiên Nam, chúng tôi sẽ cung cấp cơm công tác miễn phí. Tất nhiên nếu các vị có việc gấp thì tôi cũng không miễn cưỡng, bây giờ mời các vị tự nhiên. Diệp Mộng Oánh nói xong thì kéo tay Hạ Thiên đứng lên nói. Chúng ta đi dùng cơm thôi. Diệp Mộng Oánh còn quay đầu sang nhìn An Khả Khả. An tiểu thư, Trần tiểu thư, trợ lý của tôi sẽ sắp xếp tất cả cho mọi người, tôi xin lỗi phải đi trước. Diệp tiểu thư, chỉ cứ đi với bạn trai, không cần quan tâm đến chúng tôi. Trần Di vội vàng nói, bây giờ gương mặt của An Khả Khả đã khôi phục lại tốt hơn xưa, tất nhiên nàng sẽ rất vui vẻ. Thậm chí nàng còn cảm thấy, sau này chỉ cần An Khả Khả tiếp tục là người phát ngôn cho sản phẩm của tập đoàn Thiên Nam, sẽ không lo vấn đề ăn ở. Diệp tiểu thư, Hạ Thần Y, còn có vài phóng viên đuổi theo muốn tiếp tục phỏng vấn. Đáng tiếc là vệ sĩ của Diệp Mộng Oánh cũng không cho bọn họ đến gần. Vài phút sau Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên lại đi vào nhà hàng đối diện với tòa nhà Hải Giang. Hai người ngồi đối diện với nhau, cặp mắt đẹp của Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên, tình ý vô tận. Hạ Thiên, cậu nói không sai, cậu đúng là phúc tinh của tôi. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. Điều này là đương nhiên, mỹ nữ tỷ tỷ, chỉ gặp được tôi là vận may lớn. Hạ Thiên tuyệt đối không khiêm tốn. Sau này chị cũng sẽ liên tục gặp may như vậy, vì chị là vợ tôi. Đúng vậy, rất vui vì ngày đó được gặp cậu. Diệp Mộng Oánh hồi tưởng lại ngày đầu tiên hai người gặp mặt nhau, nàng chợt sinh ra cảm khái, chỉ là một tháng ngắn ngủi, ai ngờ quan hệ giữa bọn họ sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Diệp Mộng Oánh hơi khựng lại rồi tiếp tục. Hạ Thiên, khoảng thời gian gần đây tôi quá bận và không có thời gian ở cùng cậu, nhưng sau thời điểm bận rộn này, tôi nhất định sẽ có thời gian với cậu.
không sao, mỹ nữ tỷ tỷ, sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này. À, cậu nói đúng, sau này thời gian của chúng ta còn dài, ít nhất cũng có vài chục năm. Diệp Mộng Oánh thản nhiên cười. Vài chục năm quá ngắn, thần tiên tỷ tỷ nói, ít nhất tôi cũng sống được vài trăm năm. Vì vậy, mỹ nữ tỷ tỷ, sau này chị sẽ sống với tôi vài trăm năm. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vài trăm năm. Diệp Mộng Oánh cười cười, nàng cũng không cho là thật, người sao có thể sống được vài trăm năm. Bữa cơm rất phong phú, đồ ăn rất nhiều, Hạ Thiên cũng ăn uống say sưa. Khi thấy đối phương ăn uống thỏa mãn thì Diệp Mộng Oánh cũng rất vui. Khi Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh đang hưởng thụ bữa trưa thì ở nhà Lãnh Băng Băng, Mộc Hàm vừa mới thức dậy. Tối qua Mộc Hàm bị Hạ Thiên vỗ mông nên ngủ không ngon, nàng đợi cả tối cũng không thấy đối phương mò sang, mãi đến sáng sớm mới tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến trưa. Lãnh Băng Băng và Triệu Thanh Thanh đã không còn ở trong nhà, Mộc Hàm nhanh chóng cảm thấy đói bụng. Nàng định tự mình làm cơm, kết quả là vào nhà bếp mở cửa tủ lạnh và phát hiện bên trong không còn gì, ngay cả trứng gà cũng không còn, vì vậy nàng quyết định ra ngoài lấp đầy bao tử. Mộc Hàm làm vệ sinh thân thể, thay quần áo rồi mở cửa nhà. Khoảnh khắc này nàng cảm nhận được một luồng sát khí ép đến, vì vậy nàng vội vàng nhảy vào, lộn một vòng rồi đưa tay xuống vị trí giấu súng trên bắp đùi. Mộc Hàm, nếu cô đụng vào súng, tôi sẽ nổ súng trước. Một âm thanh khàn khàn truyền vào tai Mộc Hàm, nàng lập tức bỏ qua động tác rút súng, nàng đứng thẳng người nhìn ra cửa. Nơi đó có một người đàn ông cao gầy, trên mặt có một vết sẹo không rõ ràng, nhưng vết sẹo này chẳng những không ảnh hưởng đến gương mặt, ngược lại còn làm hắn có thêm vài phần khí khái. Vì gương mặt kia quá đẹp, căn bản không giống đàn ông. Trên tay người đàn ông là một khẩu súng, họng súng chĩa vào Mộc Hàm, ánh mắt người đàn ông có chút dịu dàng. Đoạn Nhận, anh muốn giết tôi sao? Mộc Hàm nhìn người đàn ông, ánh mắt không thể tin. Không phải tôi muốn giết cô, vì cô phản bội quốc gia, tôi phải giết cô. Đoạn Nhận thản nhiên nói. Đây là lệnh của tổ trưởng, tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Ông ta nói tôi phản bội quốc gia sao? Mộc Hàm cảm thấy buồn cười, tối qua nàng không nhận được điện thoại của người kia, trong lòng đã cảm thấy là lạ. Nào ngờ đối phương còn hung ác hơn nàng tưởng, rõ ràng gán cho nàng một tội danh phản bội quốc gia. Nghĩ lại cũng là như vậy, dù Mộc Hàm có nói gì thì đối phương cũng có thể gán cho nàng phản bội quốc gia, vì vậy cũng chẳng ai làm gì được ác ý của hắn. Mà nàng cũng đã thừa nhận mình trở thành mục tiêu cho đồng liêu đuổi giết. Mộc Hàm, cô cũng biết tôi không thể cãi lệnh tổ trưởng, tôi cũng không muốn giết cô, nhưng cô phải có một lý do để tôi không giết cô. Đoạn Nhận dùng giọng khàn khàn nói. Nếu tôi nói mình không phản bội quốc gia, là ông ta vu oan cho tôi, lý do này đủ chưa? Mộc Hàm hỏi. Đoạn Nhận lắc đầu. Không đủ, ông ta nói cô phản bội quốc gia, như vậy cô là kẻ phản bội quốc gia. Vậy anh muốn lý do gì? Mộc Hàm hỏi ngược lại, nàng biết vì sao Đoạn Nhận đến bây giờ vẫn còn chưa nổ súng, vì hắn yêu nàng. Mộc Hàm, tôi cho cô hai con đường, thứ nhất, tôi sẽ nổ súng giết chết cô. Đoạn Nhận trầm giọng nói. Thứ hai, cô làm phụ nữ của tôi, chúng ta cùng nhau bỏ đi đến chân trời góc biển, tôi hy vọng cô có thể chọn con đường thứ hai. Mộc Hàm cười quyến rũ. Đoạn Nhận, anh vì tôi mà không tiếc đối kháng với tổ chức, nhưng tôi không nghĩ dưới tình huống này bị ép làm phụ nữ của người khác, tôi còn con đường thứ ba muốn nói cho anh có muốn nghe không? Cô nói đi. Đoạn Nhận nói. Bây giờ anh rời khỏi đây, coi như chưa từng nhìn thấy tôi. Chưa có gì phát sinh, anh thấy thế nào? Mộc Hàm lại nở nụ cười quyến rũ, bộ dạng cực kỳ phong tình. Gương mặt Đoạn Nhận có hơi run rẩy, vẻ phong tình của Mộc Hàm làm hắn si mê nhưng còn chưa đủ cho hắn điên cuồng, vì vậy hắn còn chưa mất đi lý trí. Mộc Hàm, cô cảm thấy tôi nên đáp ứng điều kiện này sao? Đoạn Nhận hỏi ngược lại. Trừ khi cô làm nữ nhân của tôi, nếu không tôi sẽ chẳng mạo hiểm vì cô. Đoạn Nhận. Cho dù tôi đồng ý làm phụ nữ của anh không sợ tôi đổi ý sao? Mộc Hàm hỏi ngược lại. Tôi tin cô sẽ không lật lọng. Đoạn Nhận thản nhiên nói. Chúng ta không phải quen biết nhau được một ngày, tôi cũng hiểu cô rất rõ. Anh đã hiểu tôi thì nên biết, tôi sẽ không đồng ý với anh dưới tình huống này. Mộc Hàm khẽ lắc đầu. Quan trọng hơn, dù tôi đồng ý với anh thì cuối cùng cũng khó thoát chết, anh nghĩ rằng chỉ dựa vào mình có thể bảo vệ cho tôi được sao? Tuy anh mạnh hơn tôi một chút, nhưng tổ chức có quá nhiều người mạnh hơn tôi và anh.
ít nhất tôi cũng có thể làm cô sống lâu hơn. Đoạn Nhận có chút căm tức, cảm giác bị người khác khinh thường làm hắn không thoải mái. Nhưng bây giờ có người thật sự bảo vệ được tôi. Mộc Hàm chậm rãi nói, lúc này nàng không khỏi nhớ đến Hạ Thiên, nếu bây giờ có hắn ở đây, dù nàng bị chĩa súng vào người thì nhất định cũng bình yên vô sự. Đáng tiếc là bây giờ hắn không có ở đây, mà nàng cũng không có biện pháp thông báo cho hắn. Mộc Hàm, tôi hỏi cô lần cuối, cô có đồng ý theo tôi không? Đoạn Nhận bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn vì người phụ nữ này mà không tiếc đánh cược cả mạng sống, nhưng nàng không nhận, điều này làm hắn tức giận. Theo anh cũng chết, bây giờ cũng chết, sao không chết luôn cho rồi? Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Đoạn Nhận, nếu anh thật sự muốn giết tôi thì ra tay đi. Mộc Hàm, nếu cô đã tìm chết thì tôi thành toàn. Đoạn Nhận rất tức giận, ngón tay hơi dùng sư xê, khẽ bóp cò. Chương 252. Mộc Hàm lúc này lại cười, nàng trông càng quyến rũ, càng phong tình. Đoạn Nhận, sao anh không quay đầu lại nhìn xem? Đoạn Nhận không khỏi cười lạnh. Mộc Hàm, cô cho rằng có thể đơn giản dùng lời này để gạt tôi sao? Đoạn Nhận vừa nói dứt lời thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn, vì hắn đột nhiên cảm thấy một vật thể cứng rắn và lạnh buốt đang chống lên vị trí trái tim của mình ở phía sau. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể xác định đó là một con dao găm sắc bén. Mà đúng lúc này một giọng nói ác nghiệt vang lên sau lưng. Buông súng, nếu không ông xiên mày. Tôi tin súng của tôi nhanh hơn đao của anh, nếu anh chọc giận tôi thì viên đạn này cũng xuyên qua đầu Mộc Hàm. Đoạn Nhận không buông súng. Nếu anh không muốn Mộc Hàm chết thì bỏ đao xuống. Một cảm giác đau đớn từ sau lưng truyền đến, Đoạn Nhận đau đến mức thiếu chút nữa co rút thân thể. Hắn cảm thấy dao găm sau lưng đã đâm vào ít nhất là 1 cm, rõ ràng lời uy hiếp của hắn không hiệu quả với người sau lưng. Âm thanh ác nghiệt lại vang lên. Ông không biết Mộc Hàm này là ai, cô ta sống hay chết không liên quan đến ông chỉ giúp chủ căn nhà này trông cửa, mày không mời mà tự đi vào, nếu không cút thì chỉ còn đường chết. Được, tôi buông súng. Lúc này Đoạn Nhận cũng không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn không muốn chết một cách không có lý do, vì vậy đành phải thỏa hiệp. Đoạn Nhận vừa buông súng thì Mộc Hàm lập tức rút súng ra, nàng nhắm vào người hắn rồi quát lớn. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, để lại súng rồi cút đi cho tôi. Mộc Hàm, cô sẽ hối hận. Đoạn Nhận lúc này cũng cảm giác được dao găm sau lưng đã được rút ra, hắn cắn răng nói một lời cay nghiệt với Mộc Hàm, sau đó xoay người. Đến lúc này hắn mới được nhìn thấy bộ dạng của người thiếu chút nữa đã đâm chết mình. Đây là một người đàn ông khôi ngô, làn da ngăm đen, tóc húi cua. Mặc quân dụng, chân là giày quân đội, ánh mắt sát khí hừng hực. Trực giác nói cho Đoạn Nhận biết đối phương đã giết vô số người, vì trên người đối phương luôn có sát khí, mà loại sát khí này chỉ có người từng chính thức giết người mới có được. Đây là ngày đầu tiên ông đến trông cửa, mày lại dám đến quấy rối, đừng để ông phải thấy mặt mày lần nữa. Người đàn ông khôi ngô nhìn chằm chằm vào Đoạn Nhận, điều này làm Đoạn Nhận cảm thấy rất ngột ngạt. Hắn là cao thủ của Cục An ninh Quốc gia. Không ngờ lại bị đối phương dạy bảo như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng không dám nói gì thêm, vì hắn biết người này không thua kém gì mình, hơn nữa còn có Mộc Hàm chĩa súng vào người. Vì vậy hắn không nói câu nào, chỉ khắc ghi hình dáng người đàn ông trước mặt vào mắt, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Đoạn Nhận vừa đi thì Mộc Hàm cũng thu súng, nàng nhìn người đàn ông khôi ngô rồi nói. Đa tạ đại ca, không biết anh xưng hô thế nào. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ phụng mệnh canh cửa cho lãnh tiểu thư, để người khác không được tự tiện xâm nhập. Người đàn ông khôi ngô xoay người bỏ đi. Còn tên cũng không cần nói cho cô biết, tôi và cô căn bản không quen. Người đàn ông nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Mộc Hàm. Lúc này Mộc Hàm không khỏi sững sờ, người này được phái đến trông cửa cho Lãnh Băng Băng sao? Lãnh Băng Băng là nhân vật thế nào, sao lại có một người mạnh mẽ như vậy đến coi cửa? Mộc Hàm kinh ngạc rồi lập tức nghĩ đến tình cảnh của mình. Bây giờ nàng đã bị coi là phản đồ của tổ chức, lúc này tổ chức cũng đã phái người đuổi giết. Đoạn Nhận là người đầu tiên đến giết nàng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng, sau này nàng nên làm gì? Năm xưa, nếu Mộc Hàm gặp phải phiền phức, với thân phận của nàng sẽ có nhiều người đến giúp giải quyết. Nhưng bây giờ nàng đau khổ phát hiện mình đã mất thân phận, nàng chỉ còn là hai bàn tay trắng, người kia có thể cho nàng địa vị hiển hách, cũng có thể cho nàng ngã xuống địa ngục. Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn hắn mà thôi. Mộc Hàm cười khổ, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của tập đoàn Thiên Nam,
Diệp Mộng Oánh tiếp nhận tập đoàn chưa lâu, có rất nhiều người không quá an tâm với nàng. Vì vậy khi gặp chuyện quan trọng thì nàng phải tự mình ra sức, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho nàng trở nên bận rộn. Vì vậy sau khi dùng cơm với Hạ Thiên thì nàng phải quay về công ty. Tất nhiên Diệp Mộng Oánh cũng không ngại đưa Hạ Thiên vào công ty, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn đi, vì nàng đã nói có thể cứ ở cùng hắn. Nếu đã không có vợ ngồi chơi thì Hạ Thiên cũng không muốn vào làm gì. Đúng lúc Hạ Thiên đang nghĩ xem nên bồi dưỡng tình cảm cho vợ nào thì Mộc Hàm điện thoại đến. Chồng, cậu đang ở đâu? Giọng điệu của Mộc Hàm trong điện thoại có chút mềm yếu. Ở đối diện tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên thành thật trả lời. Chồng, cậu chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến tìm cậu. Mộc Hàm hỏi. Được, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên cũng nhanh chóng đồng ý. Hạ Thiên cứ như vậy mà đứng bên đường, ánh mắt hắn liên tục xoay chuyển, mục tiêu tất nhiên là các người đẹp trong phạm vi, cố gắng tìm ra một người đẹp đáp ứng đủ yêu cầu làm vợ hắn. Hạ Thiên nhìn một lúc lâu mà thất vọng, đừng nói tìm một người đẹp có tư cách làm vợ hắn, dù là một vợ dự khuyết cũng không có. Vì vậy mà hắn không khỏi cảm khái, thành phố Giang Hải sao lại ít người đẹp như vậy? Ủa? Hai mắt Hạ Thiên chợt tỏa sáng, có một người đẹp bé nhỏ, miễn cưỡng cũng đủ tư cách làm vợ dự khuyết. Nhưng một giây sau hắn lại buồn bực, đây không phải là ngôi sao cá sấu An Khả Khả sao? Sao bây giờ ánh mắt mình thấp kém như vậy, lại cho cả An Khả Khả làm vợ dự khuyết? Nhưng lúc này gương mặt An Khả Khả rất bóng và trơn mịn, nhìn qua thấy rất tốt. Này, sao anh lại đứng đây? An Khả Khả thấy Hạ Thiên thì không nhịn được nói. Đợi vợ. Hạ Thiên nói thật, hắn đang chờ vợ, cũng thuận tiện ngắm người đẹp, bây giờ vợ chưa đến mà người đẹp thì còn chưa thấy. Diệp tiểu thư ở bên kia, sao anh không đến tìm mà đứng đây? An Khả Khả dùng giọng buồn bực hỏi. Ngu ngốc, đây là một cô vợ khác. Hạ Thiên tức giận nói. An Khả Khả lập tức bị chọc giận. Này, sao anh lại có nhiều vợ như vậy? Anh đẹp trai, nhà mặt phố bố giám đốc, tất nhiên không chỉ có một cô vợ, đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra sao? Hạ Thiên tiếp tục khinh bỉ An Khả Khả. Anh! An Khả Khả hận không thể cắn chết Hạ Thiên. Người này đúng là, chưa nói đến vấn đề phát ngôn bừa bãi, hơn nữa nội dung lại làm người ta cảm thấy rất tức giận. Xem xét tình cảnh anh giúp đỡ tôi, lúc này tôi không so đo với anh. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó nàng kéo tay Trần Di. Chị Di, chúng ta đi, người này bị bệnh. Em mới bệnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn An Khả Khả, nhà đầu này tám phần là đầu có vấn đề. An Khả Khả chỉ hừ một tiếng mà không để ý đến Hạ Thiên. Sau đó nàng xoay người ưỡn ngực cong mông đi về phía trước như một con chim công kiêu ngạo. Đúng là có bệnh, thân thể không phối hợp, bộ dạng quái dị. Hạ Thiên lầm bầm. An Khả Khả nghe như vậy thì không khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa đã té lăn xuống đất. Người này đúng là quá đáng ghét, nàng đi đẹp như rồng, sao lại nói không biết phối hợp. Tuyết, tuyết. Tiếng kèn xe vang lên, An Khả Khả không nhìn được phải quay đầu nhìn qua, vẻ mặt lập tức biến đổi. Một chiếc BMW dừng lại ven đường, cửa sổ xe phía sau hạ xuống, một người đàn ông tóc quăn thò đầu ra, hắn dùng giọng hòa ái chào hỏi. Khả Khả, lên xe đi. An Khả Khả còn chưa nói thì Trần Di đã tiếp lời. Đạo diễn quan, An tiểu thư đã có hẹn, nếu anh muốn thì nên hẹn trước thời gian. Trần tiểu thư, gần đây tôi đang tuyển diễn viên, còn chưa tìm được diễn viên chính, bây giờ thấy Khả Khả thì tôi đột nhiên nhớ ra, Khả Khả rất phù hợp cho vai diễn này. Vì vậy xin mời Khả Khả lên xe, chúng ta nói chuyện, thuận tiện nói chuyện kinh doanh. Đạo diễn quan vẫn nói với vẻ mặt ôn hòa. Giám đốc Vuông của công ty điện ảnh Thủy Triều đang ngồi bên cạnh tôi, anh ấy rất muốn được gặp Khả Khả, đây là phim anh ấy đầu tư. Đạo diễn quan, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng An tiểu thư của chúng tôi đã có hẹn, chúng tôi không thể là người thất tín. Trần Di vẫn không khách khí, trong lòng thầm chửi tên khốn họ Quan cả ngàn lần. Tên sắc quỷ chết tiệt. An tiểu thư còn nhỏ tuổi hơn con của hắn, vậy mà dám có ý với nàng. Cái gì mà tuyển diễn viên, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Trần Di đã sớm biết tên khốn họ Quan kia có ý với An Khả Khả, nàng cũng biết giám đốc Vuông của công ty điện ảnh Thủy Triều, đây cũng là một lão già dê. Nếu An Khả Khả lên xe cùng hai con dê già, kết quả là gì không cần nói cũng biết. Trần tiểu thư, có hẹn gì, cô lừa gạt tôi sao? Đạo diễn quan chợt trở mặt. Chúng tôi chỉ nói vài lời với Khả Khả, cô cố gắng chối từ, không nể mặt nhau phải không? Cô không nể mặt tôi thì cũng chẳng sao,
tôi dù sao cũng chỉ là một đạo diễn nho nhỏ, nhưng giám đốc Uông thì thế nào? Tôi đã nói rồi, giám đốc Uông biết các người đang ở đây mới đặc biệt đến đón. Đạo diễn Quan, tôi không dám lừa anh, thật sự đã có hẹn. Trần Di tuy rất bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện đắc tội với tên quan bằng này, cũng không dám đắc tội với giám đốc Uông, nàng chỉ có thể mỉm cười giải thích, cố gắng nói mình đã có hẹn. Được rồi, cô nói cho tôi biết, Khả Khả có hẹn với ai? Tôi sẽ điện thoại từ chối giúp cho. Quan bằng hôm nay quyết định phải kéo An Khả Khả đi cho bằng được. Là anh ấy. An Khả Khả đột nhiên xen vào một câu, sau đó nàng chỉ vào Hạ Thiên rồi chạy đến nói. Đạo diễn Quan, ông xem, người hẹn đã đến rồi. Tuy An Khả Khả rất ghét Hạ Thiên, nhưng nàng biết hắn rất lợi hại. Lúc tuyệt vọng sẽ tìm hết cách, lúc này An Khả Khả không tìm được người nào khác để hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ còn cách kéo Hạ Thiên ra. Hạ Thiên cũng không vui sướng gì, hắn không muốn làm bia đỡ đạn, vì vậy mới trừng mắt nhìn An Khả Khả rồi nói. Ai có hẹn với cô, có bệnh phải không? Có muốn tôi chữa cho không? Em xin anh, giúp em được không? Tiện tay làm chút việc nhân đức. An Khả Khả hạ giọng nói, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Chương 253. Anh không có hứng thú với em, chẳng muốn giúp em. Hạ Thiên lười biếng nói. Đối với anh. An Khả Khả lập tức muốn khóc, nhưng nàng cũng không biết nên nói thế nào để Hạ Thiên giúp mình. Đừng nghĩ rằng nàng là một ngôi sao mà tưởng bở, vì nàng không có hậu trường, có thể phát triển đến mức này cũng tương đối không dễ dàng. Trước kia khi tuổi còn nhỏ thì không ai có ý với nàng, nhưng bây giờ nàng đã lớn một chút, ánh mắt dâm tục nhìn vào nàng càng nhiều hơn. Trước đây gặp phải những chuyện này thì Trần Di có hơn phân nửa sẽ tìm cớ chối từ, hoặc nghĩ biện pháp kéo dài. Lúc bắt đầu thì những thủ đoạn này có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng dần dần đám người kia càng mất kiên nhẫn, muốn tiếp tục áp dụng lại thì hơi khó. Ví dụ như Quan Bằng và Giám đốc Uông này, trước kia cả hai đều đã từng bị lừa gạt, nhưng hôm nay rõ ràng không muốn tiếp tục bị lừa gạt. Cậu là người có hẹn với Khả Khả sao? Quan Bằng đẩy cửa đi xuống, hắn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng không nghe thấy những lời đối thoại giữa Hạ Thiên và An Khả Khả, nhưng nhìn bộ dạng thì thấy đôi bên khá quen thuộc, vì vậy cũng có chút tin tưởng lời nói của An Khả Khả, cho rằng Hạ Thiên thật sự là đối tượng hẹn gặp của nàng. Đúng vậy, đạo diễn Quan, đây là bạn trai của An tiểu thư. Trần Di ở bên cạnh chợt nói ra một câu như vậy. Đúng là không có biện pháp, vì tránh cho An Khả Khả bị đám sắc quỷ kia nhìn chằm chằm, cũng chỉ còn cách cho bạn trai của An Khả Khả xuất hiện. Hạ Thiên chợt mất hứng. Cô nói nhăng gì vậy? Ai là bạn trai của cô ấy? Đừng làm bại hoại thanh danh của tôi chứ. Sao lại bại hoại thanh danh? An Khả Khả có chút tức giận. Tôi còn chưa nói bại hoại thanh danh, chẳng lẽ làm bạn trai của tôi dọa người như vậy sao? Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Đúng vậy, rất khủng khiếp, người khác sẽ nghi ngờ ánh mắt của anh. Anh! An Khả Khả chợt sinh ra xúc động muốn tự sát, tên khốn kiếp này không giúp nàng. Hơn nữa còn nói như vậy, chẳng lẽ mình thật sự không có sức quyến rũ sao? Nếu thật sự là như vậy thì vì sao có nhiều người có ý đồ bất lương với nàng? Quan Bằng cau mày, rõ ràng hắn không hiểu đây là tình huống gì, nhưng hắn vẫn có thể xác định tên thanh niên tướng mạo bình thường kia có quen biết với An Khả Khả. Tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với An Khả Khả, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nên đứng cách xa An Khả Khả ra một chút. Quan Bằng tất nhiên sẽ không thèm quan tâm Hạ Thiên. Vì vậy hắn lập tức mở miệng uy hiếp. An Khả Khả và Trần Di nghe Quan Bằng nói như vậy thì rất vui sướng, Quan Bằng này rõ ràng là kẻ chưa từng xem truyền hình trực tiếp, vì chỉ có những kẻ ngu mới dám uy hiếp Hạ Thiên. Người ta là hôn phu của Diệp Mộng Oánh, sẽ sợ người uy hiếp sao? An Khả Khả và Trần Di mong mỏi Hạ Thiên sẽ nổi giận, sau đó An Khả Khả sẽ được cứu. Đúng như sự dự đoán của An Khả Khả và Trần Di, Hạ Thiên rất khó chịu. Hắn không thích An Khả Khả tất nhiên sẽ đứng cách xa, nhưng đây là chuyện của hắn, tên khốn này dám chạy đến uy hiếp hắn sao? Biến, đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên đá Quan Bằng ngã lăn xuống đất, sau đó lại cho thêm một đá. Quan Bằng lăn trên đất vài vòng, còn lăn cả ra đường. Á! An Khả Khả hô lên một tiếng kinh hoàng, Trần Di cũng sợ ngây người. Tuy các nàng nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ nổi giận, nhưng cũng không ngờ đối phương ra tay đánh người. Con bà nó, mày dám đánh tao sao? Quan Bằng khốn khổ bò lên, hắn gầm lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lười nói chuyện, hắn lại tiến lên đạp Quan Bằng ngã lăn xuống đất. Dừng tay! Một tiếng gầm từ trong xe vang lên,
Sau đó một tên đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Đúng là buồn cười, có biết tôi là ai không? Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ đánh cả ông. Hạ Thiên cũng không sung sướng gì, không phải hắn đang đợi vợ sao? Sao lại có nhiều người đến gây khó khăn như vậy? Đầu tiên là ngôi sao cá sấu An Khả Khả muốn làm bạn gái của hắn, sau đó đến tên đạo diễn Quan Bằng dám uy hiếp hắn, bây giờ không biết một tên khốn nhảy sổ từ đâu ra, tưởng hắn dễ ức hiếp sao? Tiểu tử, cần nói chuyện đàng hoàng với giám đốc Uông của chúng tôi, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí với cậu. Người mở miệng là lái xe, rõ ràng đây không phải chỉ là lái xe, còn làm vệ sĩ. Hạ Thiên càng cảm thấy bức bối, sao đám lái xe vệ sĩ này cũng có thể uy hiếp hắn. Vì vậy Hạ Thiên đột nhiên xông lên, hắn chụp cổ tên lái xe rồi ném đi, tên lái xe đập người lên chiếc xe của mình. Tên lái xe đập mình lên mặt kính xe, lớp kính nát bấy, lái xe cũng hôn mê bất tỉnh. Ngay cả người chạy BMW cũng dám đánh. Châu bò, mạnh mẽ. Cũng là vị huynh đệ này, quá mạnh, trước đó còn đánh cả đám bảo vệ kiêu ngạo ở tòa nhà Hải Giang. Đúng vậy, chính là cậu ta, thì ra còn bảo vì sao thấy quen quen, chẳng lẽ người anh em này rảnh rỗi không việc gì làm nên đến đây đánh người giải trí. Không biết từ lúc nào thì chung quanh đã có một đám người vây quanh, đám người nghị luận ồn ào, mà hai kẻ khởi xướng là An Khả Khả và Trần Di đã hoàn toàn choáng váng. Trời ạ, các nàng chẳng qua chỉ muốn kéo Hạ Thiên làm tấm khiên mà thôi. Nào nghĩ rằng sự việc sẽ đến mức này. Tốt, cậu ngon lắm. Hai mắt giám đốc Uông chợt phát hỏa. Ngon thì đứng đấy chờ một chút. Giám đốc Uông lấy điện thoại ra, rõ ràng muốn gọi điện thoại cho ai đó. Chồng. Mộc Hàm lúc này đã đến, nàng không xuống xe, chỉ ngồi trên xe nói một câu với Hạ Thiên. Vợ của tôi đến rồi, tôi không rảnh chờ ông. Hạ Thiên vung một tát, đúng lúc giám đốc Uông kia đưa điện thoại lên bên tai. Giám đốc Uông đáng thương chỉ cảm thấy đầu óc rung lên như điện thoại, sau đó trước mắt tối sầm và té xuống. Hạ Thiên phủi tay, hắn điềm nhiên đi đến chiếc Audi A7 cách đó không xa. An Khả Khả và Trần Di chợt ngẩn ngơ, hai nàng đuổi theo Hạ Thiên. An Khả Khả mở miệng gọi. Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn An Khả Khả. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi đánh cả cô. An Khả Khả lập tức bị dọa cho sợ hãi. Nàng cũng không dám đuổi theo mà chỉ biết trơ mắt nhìn Hạ Thiên lên xe, chiếu Audi A7 nhanh chóng phóng đi. Chị Di, làm sao bây giờ? Lúc này An Khả Khả không có ý nghĩ nào. Tôi cũng không biết nên làm thế nào, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trần Di kéo An Khả Khả đi, xe của các nàng dừng cách đó không xa, Trần Di là người đại diện, cũng là lái xe của An Khả Khả. Không được, sao chúng ta tìm Diệp Tiểu Thư để trợ giúp? An Khả Khả trần trừ một chút rồi nói. Diệp Tiểu Thư có vẻ rất nhiệt tâm, hơn nữa tôi còn là người phát ngôn cho sản phẩm của công ty chị ấy. Nếu có điều gì tai tiếng thì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu, có lẽ Diệp Tiểu Thư sẽ hỗ trợ. Được, chúng ta lên xe trước, sau đó cô điện thoại liên lạc với Diệp Tiểu Thư, nếu cô ấy chỉ hỗ trợ thì rất tốt. Trần Di cảm thấy ý kiến của An Khả Khả rất tốt, tập đoàn Thiên Nam tài lực hùng hậu, so sánh với vị giám đốc Uông kia cũng ngang tay. Nếu Diệp Mộng Oánh chịu hỗ trợ thì An Khả Khả có lẽ vượt qua được cửa ải này. Sau khi có kế hoạch thì hai người mới an tâm hơn, đồng thời vừa rồi Quan Bằng và giám đốc Uông bị Hạ Thiên đánh cho tơi tả, chắc chắn trong khoảng thời gian tới cũng sẽ không thể chú ý đến An Khả Khả, đám người kia sẽ phải tìm Hạ Thiên trả thù. Tốt nhất là hai lão già dê kia bị Hạ Thiên làm cho khổ chết. Trần Di thầm nghĩ, mà lúc này Hạ Thiên vừa đánh người xong nhưng chẳng quan tâm. Hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm, vì nàng vừa nói mình phải đi. Vợ, đầu óc chị không có vấn đề gì đó chứ. Bây giờ chị là vợ tôi, sao có thể đi được? Hạ Thiên nhìn một lúc lâu mới hỏi, sau đó còn dùng tay sờ lên đầu Mộc Hàm rồi thầm nói. Tốt, tốt mà, có gì xấu đâu. Chồng, tôi cũng không muốn đi, nhưng nếu không đi sẽ mang đến phiền toái cho cậu. Mộc Hàm chậm rãi lái xe, nàng dùng giọng bất đắc dĩ nói. Tôi không sợ phiền. Hạ Thiên không quan tâm. Chị là vợ tôi, chỉ có phiền toái thì tôi phải giải quyết, tôi vừa giúp mỹ nữ tỷ tỷ giải quyết một phiền toái lớn. Mộc Hàm thở dài. Chồng, cậu biết thân phận thật sự của tôi sao? Biết, thân phận của chị là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời không thèm nghĩ ngợi. Mộc Hàm có chút giở khóc giở cười, thật ra nàng cũng không muốn đi, vì đi thì sẽ chết,
nàng có hơn phân nửa sẽ chạy không thoát, cuối cùng chỉ có đường chết. Nhưng Mộc Hàm không biết Hạ Thiên có tình nguyện bảo vệ mình không, nàng cũng hiểu, nàng phải nói rõ tình huống với hắn. Nếu hắn biết rõ mọi chuyện mà vẫn còn tình nguyện bảo vệ nàng, như vậy nàng sẽ ở lại bên cạnh hắn. Chồng, anh đã nghe nói đến Long Tổ chưa? Mộc Hàm mở miệng hỏi. À, đã nghe qua, Tam Sư Phụ nói đám người Long Tổ quá kém, dù sách dày cũng không đáng. Hạ Thiên thật sự đã nghe qua Long Tổ. Nghe nói Long Tổ thuộc về cái gì là Cục An ninh Quốc gia? Mộc Hàm có chút buồn bực, lúc này nàng không muốn truy vấn xem Tam Sư Phụ của Hạ Thiên là ai, nhưng nàng muốn nói rõ thân phận của mình. Chồng, tôi chính là một thành viên của Long Tổ, đúng như lời của cậu, Long Tổ thuộc về Cục An ninh Quốc gia, quyền lực rất lớn. Nhưng kể từ bây giờ em không còn là người của Long Tổ. Tốt lắm, Long Tổ quá kém, chị là vợ tôi, không thể nào theo chân đám người kia được, quá mất mặt. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì cực kỳ vui sướng. Nhưng, chồng này, bây giờ tôi là phản đồ của Long Tổ, hơn nữa Long Tổ đã ra lệnh bắt tôi. Bắt đầu từ bây giờ các thành viên khác của Long Tổ sẽ đuổi giết tôi, cậu biết ý nghĩa của nó là thế nào không? Mộc Hàm dùng giọng bất đắc dĩ nói. Điều này có nghĩa là bọn Long Tổ kia chết chắc rồi. Hạ Thiên hời hợt nói. Chương 254. Mộc Hàm định nói cho Hạ Thiên biết, ý nghĩa của vấn đề này chính là mình có thể gặp phải vô số nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có cao thủ Long Tổ xuất hiện, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Kết quả là Hạ Thiên nói một câu như vậy làm nàng không biết nói gì. Mộc Hàm đã nghĩ đến hơn 10 loại câu trả lời của Hạ Thiên, nhưng nàng không ngờ hắn lại nói như vậy, hơn nữa còn rất hời hợt. Giống như giết sạch đám người Long Tổ cũng không có vấn đề gì. Dù nàng biết hắn là một cao thủ, nhưng nàng vẫn khó thể tin một mình hắn có thể đối kháng với toàn bộ Long Tổ. Dù sao Long Tổ cũng là một tổ chức tập trung cao thủ của Cục An ninh Quốc gia. Chồng, Long Tổ rất nhiều người, tuy cậu lợi hại hơn tôi, nhưng Long Tổ còn rất nhiều người lợi hại hơn tôi. Mộc Hàm không thể không giải thích với Hạ Thiên, nàng phải cho hắn biết kẻ địch hùng mạnh thế nào. Đừng sợ, Tam Sư Phụ có nói. Long Tổ chẳng qua chỉ có danh tiếng, trình độ kém cỏi khủng bố. Trước kia tổ trưởng của Long Tổ muốn làm thủ hạ của sư phụ, nhưng sư phụ không thèm nhận. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Tóm lại vợ cứ yên tâm, chị là vợ của tôi sẽ bảo vệ chị, mấy con giun kia dám đến đây giết chị, tôi sẽ bắt giun câu cá. Mộc Hàm lại được nghe Hạ Thiên nói về Tam Sư Phụ, nàng không nhịn được phải hỏi. Chồng, Tam Sư Phụ kia của cậu là ai thế? Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm, hắn cười hì hì nói. Vợ, chờ sau khi theo tôi về núi thì chị sẽ biết Tam Sư Phụ là ai. Mộc Hàm lập tức biết rõ Hạ Thiên không muốn trả lời vấn đề của mình, đối với hắn đây có lẽ là bí mật, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Rõ ràng Hạ Thiên luôn gọi nàng là vợ, nhưng hắn cũng còn chưa đủ tín nhiệm nàng. Nghĩ lại cũng đúng, tôi qua nàng còn muốn giết chết hắn, tuy chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng dù sao cũng tự nàng làm. Nếu hắn thật sự tin tưởng nàng quá nhanh, như vậy chỉ là thằng ngốc. Chồng, tên kia điện thoại đến nói tôi giết cậu, đó chính là tổ trưởng Long Tổ, cậu biết vì sao ông ta cần phải giết mình không? Mộc Hàm dùng giọng do dự hỏi. Biết, hắn ghen ghét tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Mộc Hàm chợt mỉm cười. Chồng, sao ông ta lại ghen ghét cậu? Vì tôi quá đẹp trai. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mộc Hàm lập tức dở khóc dở cười. Người này căn bản không biết nguyên nhân, chỉ biết nói bậy bạ. Mộc Hàm đang nghĩ phải làm sao để Hạ Thiên biết được sự hùng mạnh của Long Tổ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện Tôn Hinh Hinh gọi đến, vì vậy tranh thủ thời gian nhận máy. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Giọng nói của Tôn Hinh Hinh trong điện thoại có chút nghẹn ngào. Ba của tôi xảy ra chuyện. Chị Hinh, đừng vội. Chị đang ở cửa hàng hoa sao? Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên vội vàng nói. Ừ, tôi đang ở cửa hàng hoa chờ cậu. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Hạ Thiên không có quan điểm gì với cha của Tôn Hinh Hinh, quan điểm duy nhất chính là ông ta thiếu chút nữa đã bán Tôn Hinh Hinh cho Trương Đại Trụ. Vì vậy trước nay Tiểu Vũ luôn mất đi cảm tình khi muốn gặp mặt cha vợ, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến Tôn Hinh Hinh mà thôi. Bây giờ Tôn Hinh Hinh giống như rất đau lòng. Nhiệm vụ của hắn là giải tỏa cho vợ mình. Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến cửa hàng hoa, hắn phát hiện Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đều có mặt, cặp mắt Tôn Hinh Hinh có hơi đỏ hồng, giống như vừa mới khóc. Chị Hinh, có chuyện gì vậy?
Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, hắn mở miệng đã nói một câu làm người ta muốn tan vỡ. Cha của chị chết rồi sao? Tôn Hinh Hinh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng không biết nói sao cho phải, có người hỏi như vậy sao? Anh rể, chúng em cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mẹ vừa điện thoại cho em, nói là cha đang ở bệnh viện, tình huống rất nghiêm trọng. Em vừa đến chỗ chị, đang thương lượng mọi người cùng nhau về nhà một chuyến. Tôn Thiên Vũ ở bên cạnh nói. À, không phải đã chết sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Hinh, chị khóc làm gì, chỉ cần cha chị chưa chết, như vậy tôi sẽ chữa lành bệnh, đừng quá lo lắng. Cậu thật sự có thể chữa lành sao? Tôn Hinh Hinh hình như cũng không quá mức tín nhiệm y thuật của Hạ Thiên. Tất nhiên là có thể, bây giờ chúng ta đi tìm cha chị, tôi đảm bảo tối nay sẽ khỏe như voi. Hạ Thiên mười phần tin tưởng. Chị, nếu anh rể đã nói như vậy thì chúng ta tranh thủ về nhà một chuyến. Điền Hiểu Nhã ở bên cạnh đề nghị. Dù sao chúng ta cũng đã muốn về nhà, bây giờ vừa vặn có cơ hội cùng anh rể quay về chữa bệnh cho cha, như vậy chúng ta sẽ thuận tiện ở lại vài ngày sum họp với cha mẹ. Vậy cũng được, chúng ta sẽ lập tức quay về. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng có quyết định, 6 năm chưa về nhà, trước đó Tôn Thiên Vũ cũng đã từng nhắc về vấn đề này nhưng nàng vẫn có chút do dự. Dù sao 6 năm qua nàng vẫn chưa liên lạc với cha mẹ, nhưng bây giờ cha bệnh nặng, nàng cũng có lý do thuận tiện để quay về, đây cũng là cơ hội tốt để hòa giải với mọi người. Chị, chúng ta đi nhanh lên, không cần thu dọn đồ đạc, trước tiên cứ sang bệnh viện trước, những vật dụng khác để sau khi đến rồi mua cũng không muộn. Điền Hiểu Nhã đứng lên nói. Để em đi lấy xe. Ngồi xe của tôi cũng được. Giọng nói của Mộc Hàm vang lên, khi thấy Hạ Thiên sắp phải đi đến nơi khác thì trong đầu nàng đã có ý nghĩ phải đi cùng, nàng cảm thấy bây giờ tạm thời rời khỏi Giang Hải cũng là lựa chọn tốt. Chị là... Tôn Hinh Hinh cũng không nhận ra Mộc Hàm, nhưng khi nàng nhìn thấy người đẹp tóc vàng này thì lập tức cảm nhận được sự uy hiếp. Tôi là Mộc Hàm, chị là Tôn Hinh Hinh phải không? So sánh với một Tôn Hinh Hinh không biết gì thì Mộc Hàm ngược lại có hơi hiểu rõ về đối phương. Đây chính là công sức của Tiểu Yêu Tinh, trước đó nàng điều tra về Hạ Thiên, cũng tiện thể xem xét tình hình của Tôn Hinh Hinh, Mộc Hàm tất nhiên biết được rất nhiều chuyện. Đúng vậy, tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh dù biết Hạ Thiên tìm vợ khắp nơi, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải tuyên bố thân phận của mình với đối phương. Mộc Hàm cũng không yếu thế, nàng nở nụ cười quyến rũ nói. Tôi là vợ bé số 2 của Hạ Thiên. Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đưa mắt nhìn nhau, đây là trò gì, anh rể đưa đến một người đẹp tóc vàng, chẳng lẽ muốn cướp người với chị mình. Tôn Hinh Hinh có chút ngây ngốc, Kiều Tiểu Kiều nói mình là vợ bé của Hạ Thiên, vì vậy Kiều Tiểu Kiều nhất định là vợ bé số 1, Mộc Hàm này chẳng phải cũng gần với Kiều Tiểu Kiều sao? Là vợ bé số 2 à? Gặp quỷ rồi, bây giờ là lúc nào mà còn suy xét những vấn đề này, phải tranh thủ về nhà mới đúng. Tôn Hinh Hinh thầm mắng mình một tiếng, cha sắp chế tới nơi mà còn tâm tư tranh giành người yêu với kẻ khác. Hơn nữa nàng cũng biết rất rõ, dù có tranh chấp hay không thì người đàn ông kia cũng chẳng thuộc về một mình nàng. Được rồi, ngồi xe của chị. Tôn Hinh Hinh không hề tranh chấp với Mộc Hàm, nàng nói xong thì kéo Hạ Thiên lên xe. Sau khi xếp chỗ thì gọi Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã. Các người cùng lên đây đi, có một lái xe miễn phí cũng không tồi. Điền Hiểu Nhã ngồi xuống tay lái phụ mà Tôn Thiên Vũ lại ngồi xuống phía bên kia của Hạ Thiên. Khi đóng cửa xe lại thì Tôn Hinh Hinh hơi dướn lên nói một câu. Lái xe, đi huyện Lâm Giang. Mộc Hàm bị coi là lái xe cũng không muốn so đo với Tôn Hinh Hinh, xe khởi động và nhanh chóng chạy đi. Huyện Lâm Giang, nếu theo lời giải trích của người địa phương thì nơi đây tiếp giáp với thành phố Giang Hải, nhưng hai bên cũng không cùng một con sông. Huyện thành của Lâm Giang cách thành phố Giang Hải 200 km, nhưng vì tình hình giao thông không được tốt, muốn lái xe từ Giang Hải đến huyện thành Lâm Giang phải mất 3 giờ. Trên đường đi Tôn Hinh Hinh nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng nửa ngủ nửa tỉnh. Tôn Thiên Vũ thỉnh thoảng điện thoại về nhà hỏi thăm tình huống của cha, Điền Hiểu Nhã thì ngồi lặng yên bên ghế tài xế, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Hàm nhưng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Đúng là không có biện pháp, dù xét về phương diện nào thì Mộc Hàm cũng mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Điều này cũng làm nàng thầm cảm khái, anh rể nhìn có vẻ tầm thường kia đúng là có sức thu hút không tầm thường, ngay cả phụ nữ cực phẩm thế này cũng kéo về được. Điền Hiểu Nhã thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tôn Hinh Hinh đang nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng có chút hoài nghi, hai người phụ nữ cực phẩm như vậy thật sự có thể cùng một người đàn ông, có thể ở chung sao?
Tuy vấn đề này không cần một người ngoài quan tâm, nhưng Điền Hiểu Nhã vẫn có chút hiếu kỳ. Mộc Hàm an tâm lái xe, tâm tình hình như không tệ lắm, đối với những hành vi thân mật giữa Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao nàng cũng nhiều lần tiếp xúc thân mật với Hạ Thiên, nhưng va chạm về mặt tình cảm thì không quá lớn, nếu tính thời gian hai người ở bên nhau thì còn chưa đến 24 tiếng. Tuy tình hình giao thông thật sự không tốt, nhưng chiếc Audi A7 lại rất thích hợp, vì vậy chỉ cần mất hơn 2 giờ rưỡi thì mọi người đã đến huyện thành Lâm Giang. Sau đó chạy đến bệnh viện huyện Lâm Giang, lúc này đã là 4 giờ chiều. Tôn Thiên Vũ rất quen thuộc nơi đây, hắn trực tiếp đưa mọi người lên phòng bệnh số 9 ở lầu 4. Trong phòng bệnh có 2 giường nhưng chỉ có một bệnh nhân, là một người đàn ông xanh xao vàng vọt, làn da thô ráp, hôn mê bất tỉnh, đang được truyền dịch. Bên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên, nếu xem xét bộ dáng thì mơ hồ có chút tương tự Tôn Hinh Hinh, nhưng bây giờ gương mặt đã bị thời gian làm cho già lão. Mẹ! Tôn Thiên Vũ bước vào phòng bệnh và hô lên với người phụ nữ trung niên. Tôn Hinh Hinh vẫn đứng nơi cửa phòng bệnh, nàng nhìn mẹ mà nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng nhớ 6 năm trước khi mới rời khỏi nhà thì mẹ vẫn còn rất trẻ, khi đó mẹ còn là người phụ nữ đẹp nhất xóm, nhưng mới 6 năm không gặp mà mẹ nàng giống như già hơn 20 tuổi. Vì vậy có thể thấy trong 6 năm qua mẹ nàng chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Chương 255. Tiểu Vũ, con đã về rồi à? Khi nhìn thấy Tôn Thiên Vũ thì trên gương mặt người phụ nữ trung niên có nụ cười vui vẻ. Mẹ, đây là Tiểu Nhã, là bạn gái của con. Tôn Thiên Vũ giới thiệu Điền Hiểu Nhã. Mẹ, Điền Hiểu Nhã trực tiếp gọi người phụ nữ trung niên là mẹ. Con là Điền Hiểu Nhã, cùng họ với người, sau này mẹ cứ gọi con là Tiểu Nhã là được. Không phải như Hạ Thiên không biết gì về cha mẹ Tôn Hinh Hinh, Điền Hiểu Nhã đã sớm biết rõ tình huống của cha mẹ Tôn Thiên Vũ. Nàng biết rõ cha của Tôn Thiên Vũ là Tôn Vân Binh, mẹ là Điền Tố Nga. Hai người vẫn chưa lớn tuổi, đều 45 tuổi, nhưng dù là Tôn Vân Binh đang nằm trên giường hay Điền Tố Nga đều có vẻ hơn 50 tuổi. Tốt, tốt! Điền Tố Nga nắm tay Điền Hiểu Nhã mà cả thấy rất vui sướng. Tiểu Vũ đã nói về con, nói con là cô gái tốt, có con chăm sóc Tiểu Vũ thì mẹ cũng yên tâm. Điền Hiểu Nhã không khỏi nhìn Tôn Thiên Vũ. Rõ ràng hắn cũng không nói rõ chuyện của nàng cho mẹ. Nói cách khác, Điền Hiểu Nhã là cô gái tốt sao? Làm vợ bé cho người, dù thế nào cũng không phải cô gái tốt. Mẹ, chị cũng về rồi. Tôn Thiên Vũ lúc này khẽ nói, mãi đến lúc này Điền Tố Nga vẫn còn chưa thấy rõ sự tồn tại của Tôn Hinh Hinh, vì vậy mà Tôn Thiên Vũ không khỏi nhắc nhở. Hinh Hinh đã trở lại rồi sao? Điền Tố Nga mỉm cười ngây ngốc, sau đó lại có chút vội vàng. Nó đâu? Mẹ! Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng hô lên, hốc mắt cũng trở nên đỏ hồng mất tự nhiên. Những năm qua nàng có chút oán hận cha mẹ, nàng giận vì cha mẹ cưỡng ép gả nàng cho Trương Đại Trụ, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ già nua héo hắt, lại thấy cha nằm hôn mê trên giường bệnh thì tất cả oán hận giống như biến mất sạch sẽ. Khi nghe thấy tiếng hô của Tôn Hinh Hinh thì Điền Tố Nga cuối cùng cũng quay đầu lại, bà nhìn Tôn Hinh Hinh đang đứng ngoài cửa mà vẻ mặt có chút hốt hoảng. Cô là Hinh Hinh sao? Rõ ràng những năm qua Hinh Hinh có biến đổi rất lớn, năm xưa nàng cũng coi là xinh đẹp nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, dáng người cũng chưa phát dục. 6 năm qua cơ thể nàng đã chín, hơn nữa sau khi trở thành phụ nữ thật sự thì bùng ra sức quyến rũ kinh thiên động địa, cũng vì vậy mà Điền Tố Nga cũng không thể tin cô gái xinh đẹp kia là con mình. Bây giờ Tôn Hinh Hinh mới thật sự là thiên Nga, sau năm trước nàng chỉ là vịt con xấu xí. Mẹ, là con. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng phóng vào phòng nhào vào lòng Điền Tố Nga. Xin lỗi, mẹ, những năm nay đã để mẹ chịu khổ. Đúng là con sao, Hinh Hinh, không thể tin con đã thay đổi như vậy, thiếu chút nữa mẹ cũng không thể nhận ra. Điền Tố Nga không khỏi giàn giụa nước mắt. Khi thấy con tốt đẹp thì mẹ cũng yên tâm, chỉ cần hai chị em sống tốt và vui vẻ, như vậy mẹ và cha đã rất vui. Khi thấy Tôn Hinh Hinh và Điền Tố Nga ôm nhau khóc thì trong lòng Hạ Thiên cũng có chút cảm giác kỳ lạ, trong ký ức của hắn thì hoàn toàn không có cha mẹ, vì vậy mà hắn không có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Hắn chỉ nhớ mình được thần tiên tỷ tỷ nuôi lớn, còn cha mẹ là ai, thần tiên tỷ tỷ nói hắn không cần quan tâm. Hơn nữa ba vị sư phụ luôn nói, năm xưa hắn bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng hắn lại cảm thấy mình chủ động bỏ trốn cùng thần tiên tỷ tỷ, mà thần tiên tỷ tỷ cũng tán thành ý nghĩ này của hắn. Tất nhiên tình cảnh lúc này sẽ làm cho Hạ Thiên cảm thấy không quá quen thuộc, hắn suy nghĩ rồi dứt khoát đi đến bên cạnh giường Tôn Vân Binh,
đây cũng là mục đích hắn đến đây hôm nay, chủ yếu là chữa bệnh cho cha Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Hinh Hinh lo ôn chuyện với mẹ, vì vậy hắn thừa cơ hội làm tốt công tác chữa bệnh cho cha Tôn Hinh Hinh trước. Nhưng khi Hạ Thiên chuẩn bị xem bệnh cho Tôn Vân Minh thì Điền Tố Nga đã phát hiện ra, nàng vội vàng mở miệng hỏi thăm. Anh là ai? Anh đang làm gì? Mẹ, đây là Hạ Thiên, là bạn trai của con, cậu ấy là một bác sĩ rất lợi hại, cậu ấy đến đây xem bệnh cho cha. Tôn Hinh Hinh vội vàng giải thích. Bạn trai của con sao? Là thầy thuốc à? Điền Tố Nga nhìn Hạ Thiên, bà có chút nghi ngờ, tiểu tử này nhìn qua có vẻ rất trẻ, dù thế nào cũng không phải là thầy thuốc, hơn nữa nếu xét về tướng mạo thì không hợp với con gái mình. Đúng rồi, mẹ, cha rốt cuộc bị làm sao vậy? Tôn Thiên Vũ mở miệng hỏi. Bác sĩ nói ông ấy bị trúng gió, chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, dù tỉnh lại thì cũng sẽ bị liệt nửa người, nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt Điền Tố Nga rất ảm đạm. Bác sĩ nói phải làm giải phẫu, có lẽ ba con sẽ tỉnh lại, nhưng phí phẫu thuật là 80 ngàn, mẹ căn bản không có nhiều tiền như vậy, vì vậy cũng không quyết định giải phẫu. Mẹ, sao mẹ không điện thoại sớm cho con, không có tiền thì con có thể nghĩ biện pháp. Tôn Thiên Vũ lập tức không nhịn được phải hỏi. Gọi điện cho con thì thế nào? Con còn đi học, lấy tiền đâu ra? Điền Tố Nga lắc đầu. Nếu không phải sợ các con không được gặp mặt cha lần cuối thì mẹ sẽ không điện thoại, người dân quê chúng ta bị bệnh thì hơn phân nửa chỉ có nước chờ chết. Nhưng, mẹ, bây giờ con có tiền, chị cũng có tiền, nếu mẹ nói sớm thì chúng con sẽ có tiền cho cha phẫu thuật. Tôn Thiên Vũ có chút nôn nóng, 80 ngàn là một số tiền khá lớn với người nghèo, nhưng bây giờ dù là hắn hay Tôn Hinh Hinh cũng có thể đơn giản bỏ ra số tiền kia. Nếu vì 80 ngàn mà để cho cha hôn mê bất tỉnh nửa đời người, như vậy cả đời hắn cũng khó thể tha thứ cho mình. May mà không làm giải phẫu, nếu không sẽ chết thật. Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên nói ra như vậy làm tất cả chợt sững sờ, Tôn Hinh Hinh vội vàng hỏi. Hạ Thiên, sao cậu lại nói thế? Ông ấy không phải trúng gió. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu thật sự đưa đi mổ thì có hơn phân nửa sẽ chết người. Cái gì? Tôn Thiên Vũ lắp bắp kinh hoàng. Anh rể, cha em bị làm sao? Bị người đánh. Hạ Thiên trả lời. Nhưng bác sĩ nói ông ấy bị trúng gió, mà trúng gió và bị đánh phải khác nhau chứ? Điền Tố Nga có vẻ không quá tin tưởng, rõ ràng bà vẫn tin bác sĩ ở đây, dù sao thì Hạ Thiên nhìn qua cũng không phải là bác sĩ. Nếu không thì tên bác sĩ kia quá ngu ngốc, chuẩn đoán sai bệnh, hoặc là cố ý nói sai. Tóm lại dù nguyên nhân gì, nếu thật sự là giải phẫu thì hơn phân nửa sẽ chết. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng mọi người cũng không nên lo lắng, tôi có thể chữa tốt cho ông ấy, đến khi ông ấy tỉnh lại thì sẽ nói cho chúng ta biết mọi chuyện. Hạ Thiên nói xong thì lập tức muốn ra tay, hắn lấy ra một cây ngân châm, sau khi trừ độc theo phương pháp của mình thì chuẩn bị đâm xuống người Tôn Vân Minh. Này, chờ chút. Điền Tố Nga vội vàng hô lên. Hạ Thiên nghi hoặc quay đầu. Sao vậy? Có nên hỏi ý kiến bác sĩ không? Điền Tố Nga có chút lo lắng, chồng bà đang bệnh nặng, cũng không muốn bị một tên thanh niên lạ mặt đâm chết. Mẹ, đừng lo lắng, anh rể rất lợi hại. Tôn Thiên Vũ vội vàng an ủi Điền Tố Nga, tuy hắn không biết y thuật của Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng hắn có một loại tín nhiệm mù quáng với Hạ Thiên. Đúng vậy, mẹ, để Hạ Thiên thử xem, có lẽ không có chuyện gì đâu. Tôn Hinh Hinh cũng nói. Điền Tố Nga có chút chần chừ, con trai và con gái đều đã mở miệng nói như vậy, dù bà lo lắng cũng quyết định thử xem thế nào, dù sao bà cũng tin con mình không hại cha. Hạ Thiên cũng không tiếp tục quan tâm đến Điền Tố Nga, hắn nhanh chóng đâm châm lên đầu Tôn Vân Minh. Tình huống của Tôn Vân Minh không tính là nghiêm trọng, theo lý thì bệnh viện phải chữa tốt, lúc này ông ta còn bất tỉnh chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là bệnh viện trình độ quá kém, thứ hai là đám bác sĩ ở bệnh viện không muốn chữa cho ông ta. Nếu là nguyên nhân thứ nhất thì quá đơn giản, nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai thì có chút phức tạp, nhưng Hạ Thiên cảm thấy nguyên nhân thứ hai là rất lớn. Tuy trình độ của đám bác sĩ có chút kém cỏi nhưng cũng không thể chuẩn đoán người bị bệnh là trúng gió được. Ngân châm đâm vào đầu Tôn Vân Minh rồi chậm rãi chuyển động, băng hỏa linh khí xuyên qua kim để đánh tan máu bầm, chữa trị những vị trí tổn thương bên trong. Sau 3 phút thì Hạ Thiên rút châm ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bình truyền dịch cho Tôn Vân Minh, hắn suy nghĩ một chút rồi rút ra, sau đó dùng châm đâm lên người ông ta vài cái. Xem xét về phương diện của Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên thuận tiện điều trị thân thể cho Tôn Vân Minh,
vì hắn cảm thấy mình nên cảm tạ ông ta. Nếu Tôn Vân Bình không đuổi Tôn Hinh Hinh đến Giang Hải, như vậy sao hắn có thể có được một người vợ như nàng? Sau 2 phút thì Hạ Thiên lại thu ngân châm, hắn quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi cười hì hì. Khi hắn đang định mở lời thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh giận dữ. Cậu đang làm gì? Ai cho phép cậu làm sằng bậy với bệnh nhân? Điền Tố Nga nghe được âm thanh này thì vẻ mặt không được tự nhiên, bà vội vàng đứng lên chào hỏi. Chào bác sĩ Trương. Vị bác sĩ Trương này cũng hơn 40, trên mặt là một cặp kiếng, nếu chỉ nhìn tướng mạo thì người này có chút nhã nhặn. Nhưng bây giờ hắn đang nổi giận đùng đùng, bộ dạng tuyệt đối không nhã nhặn. Cậu là ai? Sao lại làm loạn ở đây? Ai bảo cậu đụng vào người bệnh? Bác sĩ Trương xông vào phòng bệnh, hắn nhìn Hạ Thiên rồi tức giận chất vấn. Này, ông là thằng ngu dám nói cha vợ tôi trúng gió à? Hạ Thiên nhìn bác sĩ Trương, hắn thuận miệng hỏi. Cậu nói gì? Bác sĩ Trương nổi giận. Cậu cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Bị người ta nói là ngu ngốc cũng không biết, bây giờ tôi đã tin ông ngu ngốc rồi. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó lắc đầu. Này, ông ngu ngốc, xem xét mức độ ngốc nghếch của ông, tôi không muốn so đo, nếu không lập tức cút ra thì tôi sẽ đánh người. Buồn cười. Bác sĩ Trương giận đến mức run rẩy, ngay sau đó lấy ra một chiếc điện thoại trong áo blue, bắt đầu gọi điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 255.